Vâng, chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cặp trận giữa Vitus Pro cùng với Team Spirit. Thực sự mà nói thì trận thi đấu đang rất hấp dẫn với tỷ số 1 đều. Và theo cá nhân mình đánh giá thì đây có lẽ đang là trận thi đấu hay nhất từ đầu giải PGL Major Stockholm 2021 đến thời điểm hiện tại. Mình cũng đồng tình với cái quan điểm mà Sintosic đã đưa ra ở trong cái mát thi đấu thứ hai vừa rồi. Còn đối với cá nhân mình thì cũng cảm thấy rằng đây là một trong những cái mát thi đấu mà mình sẽ nhớ nhất trong cái sự gặp cắt của mình, khi mà có lật kèo, có pha xử lý highlight, có chiến thuật, và nó có rất nhiều thứ mà các bạn có thể theo dõi từ rất nhiều góc nhìn vào. Và chúng mình cũng rất mong là có thể ở trong cái mắt thiếu thứ ba này cũng sẽ là một cái kịch bản hấp dẫn sẽ được diễn ra giữa Vitus Pro cũng như là Team Spirit, khi mà mắt thiếu thứ ba sẽ là mắt thiếu Overpass. Khi ở trên trang HLTV thì tỷ lệ chiến thắng của cả hai đội tuyển này đều ở trong cái mức khoảng tầm 50%, không ai là quá chênh lệch cả. Thế nên rằng mình nghĩ rằng mọi thứ đều có thể sẽ diễn ra giống như mắt thiếu thứ hai. Ừ, chính xác. Match thi đấu đầu tiên, để cập nhật lại cho các bạn mới vào kênh thì match thi đấu đầu tiên Vitus Pro đã giành chiến thắng một cách khá thuyết phục 16-7. Nhưng đến với match thi đấu thứ hai thì cái tinh thần của Team Spirit đã được đẩy cao và có rất là nhiều pha xử lý highlight, 2v5 bắn rơi bom hay là thậm chí là 1v3, rất nhiều pha 1v3 rồi. Và cuối cùng thì Team Spirit là đội giành chiến thắng với tỷ số là 16-12. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với match thi đấu thứ ba, match thi đấu Overpass. Để nói về cái sự hiện diện mắt thi đấu Overpass này thì các thành viên bên phía Team Spirit họ đã đẩy được vào thế ép rằng đối phương, các thành viên của VP phải lựa chọn giữa mắt thi đấu Overpass hoặc Dust2. Để nói về Dust2 thì lại là một trong những best map của Team Spirit rồi, nên có lẽ là VP sẽ không muốn điều đó xảy ra. Cho dù chúng ta đều biết là VP cũng là một trong những đội tuyển bắn rất kinh ở mắt thi đấu Dust2 này. Nhưng có lẽ match thi đấu Overpass sẽ trở nên căng thẳng hơn khi chúng ta đều thấy rằng cả hai đội tuyển đều có khoảng thời gian gọi là khá là chill ở match thi đấu này, đều là tỷ lệ thắng rơi đâu đó tầm khoảng 50%. Đối với các thành viên bên phía của Team Spirit đi, họ đã giành chiến thắng khá dễ dàng trước Tai Lu ở match thi đấu này. Họ để thua FaZe nhưng mà cũng đã có những chiến thắng với những đội tuyển đến từ khu CIS. Còn với VP cũng vậy, họ chiến thắng rất nhiều đội tuyển CIS ở match thi đấu này rồi. Và dự đoán rằng đây cũng sẽ là một match thi đấu căng thẳng. Đấy là những cái nhận định đánh giá của mình trước khi cái mát thiếu thứ ba này nó diễn ra. Còn sự thật nó như thế nào thì anh em sẽ cần phải chờ đợi thêm một ít phút nữa để chúng ta có thể vào đến với cả cái piston round đầu tiên. Và sang đến mát thiếu thứ ba thì chúng ta cũng không thể nào có được cái thông tin là bên phía đội tuyển nào sẽ chơi với City sai trước, khi ra. mà đây sẽ là một cái tình huống phải chém dao chọn sai. Và nếu như mà có bên phía City sai trước thì mình nghĩ nó cũng sẽ giống như cái Mathiro Ancient, cũng phải làm một cái vốn nó đủ ổn một chút để sang bên phía T sai, cái lối chơi nó cũng sẽ là thanh thoát hơn, nó cũng sẽ thoải mái hơn. Và dẫu sao thì đây sẽ là một cái map thi đấu mà hứa hẹn sẽ rất căng thẳng. Và trong cái khoảng thời gian mà còn một ít phút nữa trận đấu mới bắt đầu diễn ra thì hy vọng anh em có thể gửi cho bộ đội caster cũng như là kênh Nemo của 500 Road, đó là những cái lá cỏ để làm sao mà cái phiên livestream này của chúng mình đạt được top trending cũng như là được nhiều người biết đến, khi mà đây là giải thi đấu Major, một giải thi đấu mà 2 năm rồi chúng ta mới thấy ở cái tựa game CSGO. Đúng, chính xác. Và có rất là nhiều, mình thấy rằng bây giờ tầm khoảng là 5 rưỡi, 5:38 thì sẽ có rất là nhiều anh em mới bắt đầu tan tầm, mới bắt đầu về nhà. Thì nếu như các bạn không không tiếc thì ngoài tặng cỏ ra, các bạn có thể share, các bạn có thể chia sẻ cái phiên livestream này để có thể nhiều người biết đến hơn, và chúng ta sẽ cùng chung vui trong cái bầu không khí của Major. Và lúc đó thì trận thi đấu có lẽ sẽ trở nên bùng nổ hơn nữa, cảm xúc hơn nữa. Để nói về mắt thi đấu Overpass này thì cảm giác như bên phía Team Spirit họ cũng sẽ không quá quan trọng về bên phía T-Side hay là City-Side, vì chúng ta đều thấy rằng bên phía T-Side thì các thành viên của Team Spirit cũng thi đấu khá là ổn. Họ có rất là nhiều round thi đấu chiến thắng và họ có những cái bài đánh khá là lạ. Và còn với các thành viên bên phía VP thì họ lại phụ thuộc nhiều vào bên phía City. City-Side hơn. Đúng vậy, vì nên tôi nghĩ rằng nếu như được chọn thì các thành viên bên phía Team Spirit hoàn toàn có thể chọn bên phía City-Side trước để ép VP vào cái thế khó, đó là bắn T-Side. Mình đang đặt ra một cái kỳ vọng dành cho Team Spirit ở trong cái mát thi đấu Overpass này, khi mà những anh em nào mà có theo dõi cái giải thi đấu EM4 khu vực CS, và có một trận thi đấu mà các thành viên bên phía của Team Spirit họ cũng chơi ở mát thi đấu Overpass này, những cái lối chơi của họ thể hiện cực kỳ tù túng ở bên phía T-side, khi mà cứ liên tục lùi đầu vào khu bom site B ở khu vực B lo và để cho bên phía CD side họ liên tiếp có những cái round thi đấu chiến thắng và tạo được một cái đà tâm lý comeback được
cái trận tiếp đó, mặc dù Spirit họ cũng đã có những cái khoảng cách round từ giai đoạn first half là khá ổn rồi. Thế nên rằng với một giải thi đấu major, có lẽ Chopper cùng những người đồng đội của mình phải suy nghĩ thêm về những cái bài đánh của mình để chuẩn bị cho không chỉ cái vòng thi đấu New Challenger đâu, mà nó sẽ là vòng thi đấu New Region nếu như họ có được cái chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay. Ừ, chính xác, đến với cả vòng thi đấu New Legend thì họ vẫn còn đến tận hai cơ hội cơ. Nếu như chiến thắng được VP trong ngày thi đấu hôm nay thì họ sẽ có thể gọi là vào được thẳng vòng thi đấu New Legend. Còn nếu như để thua và có chỉ số là hai đều thì lúc đấy thì họ sẽ phải thi đấu ở round thi đấu thứ năm của thể thức Sweet Round, và chúng ta sẽ phải đợi xem là họ sẽ phải đối đầu với ai, khi bây giờ còn rất là nhiều cặp trận đang diễn ra đúng không, và cũng sắp diễn ra vào tối nay, vẫn còn đến tận hai cái BO3 cực kỳ căng thẳng nữa, và các bạn có thể mong chờ, có thể đón xem ở trên kênh 6500 Road. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với màn hình in-game của trận thi đấu này mà thôi. VP đối đầu với cả Team Spirit, rồng trắng đối đầu với cả gấu trắng. Và với việc xuất phát bên phía phía City Side như này thì có vẻ như Team Spirit là người đã giành chiến thắng trong cái công cuộc chém giao. Rõ ràng thì đội tuyển nào có được cái lợi thế chọn side thì họ sẽ muốn chơi bên phía City Side trước. Và bây giờ thì đội hình của bên phía Team Spirit họ có cho mình anh chàng Chopper là lên cho mình một flash cũng như là một cái kit. Còn những player còn lại chỉ là những cái giáp một. Còn đối với Vatus Pro thì có James cũng là quái cướp là người lên bom mà thôi. P250 dành cho Buster. Và đội hình của Vatus Pro trong cái round thi đấu này thì họ đang dàn trải nhau ra ba người ở khu B long, và có người gài lại Collector, đó là vị trí của King James. Và Mia ở B shot cũng đã phát hiện ra một player ở bên phía Vitus Pro rồi, và Spirit họ vẫn đang trấn thủ được gần như là phần lớn cái map thi đấu ở pass này. Họ có rất là nhiều thông tin đẩy được B-Shot, đẩy Connect, nhưng bây giờ thì các thành viên bên phía TPP đang muốn dồn người về khu side B. Người đang bò trườn ở WC là vị trí của Buster. Và với góc di chuyển này, liệu Buster có bắt được anh chàng Magic hay không đây? Fit thì kết thúc được Mia rồi, và Buster có được mạng Magic thằng Kiều, phát hiện được một người nữa ở khu Connector. Và bây giờ thì VP sẽ tràn thẳng vào khu side B mà thôi. Người móc máy lại từ khu vực Monster sẽ là Dexter, nhưng VP sẽ đặt được bom trong tình huống này. Có thể thấy rằng VP bắn ra thì đấu lúc khá là tốt, và bây giờ đẩy vào bắn nhau qua cái cửa này thì James vẫn kết thúc được Dexter, đúng chỉ một viên Glock vào mặt. 5v2, ra thì đấu lúc đã nằm gọn trong tay của Vitus Pro, và cái cơ hội dành cho Team Spirit là không có, thậm chí là Chopper đang chủ động đi xếp một cái kit của một quả flash ư. Anh thôi, chàng này đã khá xa. Rõ ràng là với khoảng thời gian 20 giây và cái cơ hội trong một tình huống 5v2 không phải là quá nhiều thì sếp mình cũng nghĩ là khá hợp lý thôi. Và sau đây rằng đang có cơ hội có thể có thêm 300 đô, nhưng lại là 300 đô cho Quiet cơ. Còn vị trí của Chopper thì hãy cố gắng giữ lại cái kit này. Bởi dẫu sao nếu như ở trong round thiếu sau lại có những cái kịch bản, những cái diễn biến nó diễn ra cách bất ngờ thì rất có thể đây sẽ là cái kit đem về chiến thắng cho Team Spirit. Còn tỷ số ở trong cái pistol round một lần nữa lại là 1-0 cho Vitus Pro. Và đúng như những gì mà Sinh có nhận định thì Vitus Pro họ thể hiện khá tốt ở trong những round thi đấu Pistol. Tuy nhiên thì họ cũng đã có những lần để xảy chân ở cái second round rồi. Thế nên rằng cũng chưa thể biết liệu có phải là một tỷ số triệt để 3-0 dành cho gấu trắng ở trong cái map thi đấu phát này hay không. Có thể thấy rằng ngày thi đấu hôm nay thì Vitus Pro đã chiến thắng khá là nhiều round thi đấu lục rồi. Thậm chí ở map thi đấu Ascent vừa rồi họ còn thắng cả hai round thi đấu lục. Và bây giờ thì liệu second round có thuộc về các thành viên bên phía Team Spirit hay không đây? Dexter có cho mình một khẩu scout không giáp và thêm một quả nết nữa. Còn các thành viên còn lại ở Team Spirit đang lên cho mình khá nhiều khẩu 57. Kịch bản nhìn rất quen. Quen lắm. Rất quen khẩu 57. Những khẩu 57 này đã giúp cho Team Spirit chiến thắng được những round thi đấu Eco ở cả map thi đấu Inferno lẫn cả map thi đấu Ancient. Và bây giờ thì đội hình của Spirit có vẻ lại muốn đẩy bi lo, nhưng quai cướp đang góc kê là khá đẹp. Bắt đầu có những cái chỏm đầu lộ ra, quai cướp dễ dàng lấy mạng chàng Magic. Còn Chopper thì đã lủi về rất sâu của bom side B rồi. Round thì thế này đúng là Spirit họ chiếm được cục bi shot đấy. Tuy nhiên rằng Vitus Pro họ lại di chuyển một đội hình là đông người cùng nhau, và cái địa điểm mà họ đang muốn hướng đến sẽ là cuộc bom site B. Còn đối với Spirit thì bắt bài 4A như thế này, nếu như có những cái tiếng tít tít ở bom site B thì có lẽ sẽ là bốn cái khẩu súng được xếp bởi toàn bộ các thành viên bên phía Team Spirit mà thôi, khi mà cơ hội để giành chiến thắng được cũng khá là khó. Thật ra là sẽ đi xếp súng nếu như mà đối phương đặt bom B trong tình huống này. Nhưng mà để xem mà Vitus Pro họ làm gì đã. Thời gian không phải là nhiều và bây giờ Team Spirit muốn hỗn chiến luôn rồi. Họ đang về khu side B rất nhanh sau những tình huống đẩy mid và không có quá nhiều thông tin. Dexter nhảy được xuống khu vực nước rồi, và các thành viên bên phía Team Spirit lại một lần nữa bắt bài 4B.
Đây sẽ là nguy hiểm đối với cả Vitus Pro khi quả flash này của Chopper. Nó là rất trắng nhưng quái cướp vẫn có mạng tầm này nha, và Buster kết thúc được Mia. Quả flash không có quá nhiều ý nghĩa. Bây giờ thì Chopper mới ném đến chết được vị trí học quái cướp, nhưng không thể có đường về để cho Dexter nữa rồi. Và Buster là người có được đôi điểm hạ ngục. 2-0 dành cho Vitus Pro. Quả flash trắng thật đấy, nhưng vẫn không thể làm được gì những chú gấu trắng. Với một quả flash trắng như vậy thì bên phía T-side họ chỉ có một cái cách duy nhất để có thể giữ lại mạng sống cho bản thân mình, đó là sấy thẳng vào cái hướng tâm họ đang đặt, đó là cái vị trí trước mặt họ mà thôi. Và điều đó cũng đã phát huy được tác dụng khi mà đúng là có hai player của Spirit họ đẩy ra thật đấy. Tuy nhiên rằng với những khẩu súng lục thì buộc phải bắn chết càng nhanh càng tốt, chứ khi nhìn vào cái lượng máu Vitus Pro họ chỉ đơn giản là tụt từng tí một thôi thì nó sẽ là không đủ để giúp cho Spirit có được những cái lợi thế. Còn bây giờ là một round thi đấu eco trắng đến từ đội hình của Spirit thì dễ dàng sẽ là 3-0 cho Vitus Pro thôi, không có điều gì là quá bất ngờ cả. Xét bài nhanh vào side B, chiếm được bom hoàn toàn dễ dàng. Và các thành viên bên phía team Spirit họ đang di chuyển cả 5 người ở trên khu mid cũng như là khu fountain. Cơ hội không phải là nhiều, và có vẻ như team Spirit đang muốn đi một đoàn tàu để nếu như mà có gặp ai thì có thể gọi là lấy thịt đè người, còn nếu không thì có thể là giữ lại luôn 5 khẩu súng này. Bom đã được đặt và ngay lập tức là team Spirit xếp súng luôn. Đây là quyết định hợp lý, chơi xếp hình ở khu vực mid, và nếu như đối phương bò vào đây thì sẽ là nằm ngay. Thì chúng ta đều biết trong những round thi đấu như thế này thì cũng không nên để cho đối phương farm thêm tiền làm gì cả, vì chắc chắn là đối phương sẽ biết được rằng round thi đấu này team Spirit sẽ có những khẩu lục thôi, thì họ sẽ chủ động lên những khẩu Mark 10, và lúc đó những khẩu Mark 10 đi cày kill sẽ rất là khó chịu. Rõ ràng thì với việc mà đi xếp lại cho mình những khẩu USP này thì khẩu Mark 10 ở những cái đã cho Quaker không thể nào phát huy tác dụng một cách triệt để, đó là cày tiền được. Và round thi đấu sau thì phần lớn họ sẽ giữ lại những cái khẩu Mark 10 này để tận dụng và không lãng phí nó, và đó cũng sẽ là một cái lợi thế nho nhỏ về cái mặt hỏa lực dành cho bên phía CD side khi đến cái round thi đấu full buy thì sẽ là những khẩu rifle cũng như là ốp đối đầu với SMG. Nhưng quyết định của Jigida cho Quaker là vứt bỏ Mark 10 đi và để tên cho mình đó là hai khẩu AK luôn, rất tự tin tay. Quyết định là bỏ luôn Mark 10 đến từ Vitus Pro. Họ đang muốn chơi tất tay trong round thi đấu này. Dù sao lượng tiền của Vitus Pro cũng đang là khá nhiều. Trong những round thi đấu trước thì họ đã không mất quá nhiều súng. Và đây sẽ là round thi đấu full buy của team Spirit. Không có một... chính xác hơn là có một cái kit trên người anh chàng Samurai Young. Và đây sẽ là round mà họ bắn đến tận 3 người ở khu side B. Mỗi đôi kẹp chéo mid sẽ là Dexter cũng như Samurai Young. Vẫn còn khá nhiều đồ. Và VP thì họ lại đang hướng đến cục A-Long. A-Long di chuyển tất 3 người, nhưng Spirit trong round thi đấu này họ lại stack 2 người ở khu vực A-Shot. Và với việc nếu như Vitus Pro cứ bỏ chay như thế này thì nó sẽ là một cái điều khiến cho Spirit gặp rất nhiều bất ngờ. Trả lửa như thế này thì sẽ khiến Spirit họ sẽ phải lùi về thôi. Samurai Young đã vào một góc cây đẹp rồi, nhưng đối phương đến rất gần. Và Jekida là người đầu tiên phải nằm xuống. Còn đó là chàng Buster đang trốn ở một góc khá khó chịu ngoài A-Long, chưa lộ vị trí với quả flash vừa rồi. Tuy nhiên rằng là đội hình của Spirit với việc họ chiếm được B-Shot như thế này thì bom side B vẫn đang là rất ổn. Vẫn còn khoảng trống để các thành viên bên phía team Vitus Pro di chuyển đó khu Monster. Nhưng bây giờ thì liệu có đẩy được vào side B hay không đây? Thì chúng ta thể thấy rằng người Biter khu side A là Buster lại một lần nữa bị bắt rồi. Và bộ đôi của team Spirit ở khu B-Shot vẫn đang giữ khá là kỹ. Nên nếu như Vitus Pro vào khu side B thì sẽ gần như là thua. Vì chúng ta đều biết rồi, không có shot thì lúc đấy cũng rất là khó để có thể đặt bom. Nào, Quaker phát hiện được điều gì đó, biết có một người ở shot và các thành viên bên phía TVP có vẻ như đang muốn xếp súng luôn. Đây là một điều hợp lý. Khi bạn vào khu side B và nhìn thấy rằng đối phương có ở khu shot thì lúc đó rotate sẽ rất nhanh. Họ có thể đi khu connector và lúc đấy thì vào đặt bom cũng không có ý nghĩa gì cả. Xếp súng và round thi đấu sau sẽ full buy. Lựa chọn khá là hợp lý và có tính toán đến từ đội hình của Vitus Pro mà thôi. Họ sẵn sàng để cho các viên bên phía Spirit có cho mình round thi đấu chiến thắng. Nhưng ở trong cái round thi đấu số 5 này thì sẽ là một tình huống full buy, và mọi thứ sẽ là cân tài cân sức. Thậm chí là King James cũng đã có cho mình là một khẩu SWP nữa rồi. Thế nên rằng lượng hỏa lực nó là cân bằng giữa cả hai team. Một round thi đấu mà Vitus Pro đánh B nhưng mà không ai đứng ở khu B shot cả, thành ra rằng cũng rất khó để có thể tiến vào chỉ với một đường là B long mà thôi. Hãy cùng xem ở trong cái round thi đấu này thì các viên bên phía của Vitus Pro họ sẽ thi triển cái miếng đánh nào đây. Bây giờ Dexter đang có tầm nhìn ở khu mid, nhưng các thành viên bên phía team Vitus Pro tỏ ra rất đanh đá khi trả
quá nhiều bom mìn khiến cho Dexter phải lùi lại. Thậm chí ở khu Connector thì hiện tại Samurai Young cũng đang có được một cái phạm vi di chuyển. Vitus Pro họ đã bị kẹt lại ở khu sân chơi. Và có vẻ như là họ đang muốn chủ động chiếm map trước đã. A-Long không có ai, sau tình huống run up vừa rồi thì họ cũng biết rằng Opper bên phía Team Spirit không ở đây. Round thi đấu này thì các thành bên phía của Vitus Pro họ vẫn trung thành với một cái lối bắn, đó là di chuyển ba người của A-Long. Ở trong cái round thi đấu trước thì Samurai Young đã làm quá xuất sắc nhiệm vụ của mình, có cho mình cái double kill và coi như cũng khiến cho Vitus Pro gặp khó. Nhưng bây giờ thì có vẻ một tiếng counter, nhưng Dexter đã phát hiện ra điều này. Viên ốp đầu tiên là trượt, tuy bom say A của các thành viên bên phía Team Spirit họ đang để chống, nhưng Samurai Young bị bắn sau nhưng không sao, vẫn có mạng, thậm chí rằng đẩy lùi vị trí của anh chàng Chopper đi. Chính xác là Buster đi, Dexter đột một rồi đấy, nhưng mà chính anh chàng Buster này cũng làm được đôi. Dexter đã bị tổ quay và Quaker bắt được Dexter rồi. 2v3, cơ hội là vẫn còn nguyên dành cho các viên bên phía Team Spirit. Họ sẽ muốn chơi luôn ở trong round thiếu này. Quả lửa được trả ra để có thể clear được cuộc đầu tròn. Nhưng Mia đã vào được khu vực K, đã lộ vị trí ra đến từ Mia. Nhưng Vegas thì đã phải nằm xuống. Mia chỉ còn lại 16 HP trong một tình huống 1v2. Thì có lẽ mọi thứ đang là hơi khó dành cho anh chàng này. Có lẽ sẽ dồn chấm hết dành cho Mia thôi, khi hiện tại thì James chỉ cần trốn để Quaker có thể cover. Quaker vẫn còn lửa và thậm chí là James first pick chết luôn anh chàng này. Lắc ra và pick rất nhanh đến từ James. 4-1 dành cho các thành viên bên phía Team Vitus Pro rồi. Một loạt thi đấu mà cái tên Quaker đã lên tiếng rất mạnh mẽ với pha, chính xác hơn là Buster lên tiếng rất mạnh mẽ với pha đẩy vào từ khu vực A-Long và có cho mình những điểm hạ ngục quan trọng để giúp cho Vitus Pro có thể đục thủng được khu A-side. Đây vẫn sẽ là thi đấu full buy dành cho Team Spirit. Ốp trên người Dexter là có, nhưng đang có một người phải bắn yếu súng, chỉ có một khẩu MP9 mà thôi. MP9 bắn ở map thiếu hồn part này thì cá nhân mình nhận định rằng là hoàn toàn có thể sử dụng được một cách hiệu quả, khi mà đây là một góc thì chính xác là một map thi đấu mà đấu súng tầm xa hay tầm gần đều có những cái vị trí dành cho Ốp hay là SMG. Và đây sẽ là một cái key round dành cho Team Spirit. Lượng bom mìn là khá ổn, tuy nhiên mình chưa thấy có một cái kit nào được lên trên người các thành viên bên phía Team Spirit cả. Vậy là nếu như mà trong trường hợp Vitus Pro họ có lợi thế hơn người, họ đã được C4 thì chắc chắn sẽ là đi xếp súng luôn. Người bắn yếu súng sẽ là Chopper với chỉ một khẩu MP9 mà thôi. Nhưng chúng ta có thể thấy rằng nãy giờ Chopper đang thi đấu ở dưới khu side B, thì với một góc thi đấu đẹp, Chopper hoàn toàn có thể có lợi thế hơn so với những khẩu AK. Là thử ra đẩy khu B short hoặc là giữ cương ở khu B long. Nhưng đây là round thi đấu mà Chopper đang đi cùng những người đồng đội ở khu vực A long rồi. Có lẽ sẽ là muốn chiếm side A và chỉ có lại bộ đôi side B mang tên Magic cũng như là Mia. Bom mìn được trả ra là khá nhiều để có thể kiểm soát lại khu Monster. Và hiện tại Samurai Young cũng đang giữ lại được connector dành cho Team Spirit. Tạm thời thì chưa có bên nào là có quá nhiều lợi thế cả. Sau một round thi đấu mà di chuyển đông người của A-Long thì các thành viên bên phía của Team Vitus Pro round thi đấu này thì họ đang gây những cái sự áp lực ở bom side B trước đã. Magic cũng như là anh chàng Mia vẫn đang có những góc đứng đẹp ở Monster cũng như là khu bảng gỗ. Tuy nhiên rằng bom site A thì đang là những cái áp lực mà các thành viên bên phía của Vitus Pro họ gây ra. Vừa rồi là một quả spoke khá tốt đến từ cho Buster để che đi khu vực middle. Và điều này cũng sẽ khiến cho Team Spirit phần nào nghĩ đối phương có thể di chuyển ở bom site A. Nhưng đã gọi thêm Dexter về bom site B này nữa thì có lẽ 3B sẽ là một đội hình ổn dành cho Spirit ở khoảng thời gian này. 3B là hợp lý khi hiện tại họ không còn quá nhiều bom mìn và Magic trả ra một quả scope ở khoảng tham minh 45 giây. Nó sẽ khiến cho Vitus Pro đang hầu ở khu Monster phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Và nếu như tanh vào khoảng thời gian tầm đâu đó 25-30 giây và để cho đối phương sống sót quá lâu trong side thì sẽ là một vấn đề lớn. Buster đang có những cái nỗ lực để fake cuộc side A, nhưng chắc chắn rồi Chopper sẽ clear lại được thông tin này với việc vẫn đang ép gần. Và Dexter ở đây, quả flash rất trắng bắn yếu được fit, nhưng mà Magic có được vào quái cơ rồi. Một bạn dành cho Dexter trước khi nằm xuống, mà Magic có được rồi. James ở đây vẫn chưa thể có bạn nào ở đây. James bây giờ mới có được một thì thời gian nó đã gần hết. Và thậm chí là Chopper đẩy sau lưng Buster và chỉ có một mình James trong tình huống James thảm này. Chỉ ở James lỡ ngớ ăn một viên đạn vào người rất có thể sẽ phải ra đi. Nhưng ở trong round thi đấu này thì có lẽ King James sẽ giữ được thành công cho mình khẩu AWP mà thôi. Còn round thi đấu sau thì đội hình của Vitus Pro với cái lượng tiền đang có ở trên người thì cũng khá là khó để có thể tính toán được. Khi mà Buster cầm cho mình 2.300, nhưng những player còn lại cầm cho mình khoảng tầm hơn 3.500 tiền thì một round thi đấu fork buy là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Một round thi đấu mà 3B như đã đề cập từ trước thì Spirit hoàn toàn ổn thỏa với việc có thể khiến cho các viên bên phía Team Vitus Pro khó vào. Và thậm chí rằng sau khi fake ở khu bom xe B xong, chính xác là bom xe A xong, thì Buster cũng
chuột đối với Connector, tạo ra một cái hở lưng dành cho chàng Chopper dễ dàng đẩy và có cho mình những cái mạng. 2-4 rồi. Một trận thi đấu đúng như những gì chúng ta đang thấy là khá căng thẳng từ giai đoạn đầu tiên. Vẫn đang có thể gọi là căng thẳng ở trong những round thi đấu đầu tiên khi chỉ là cách biệt 2 round thi đấu mà thôi. Một key round dành cho các thành viên bên phía Team Vitus Pro, còn đối với cả Team Spirit thì đây cũng không phải là round mà họ còn quá nhiều lượng kinh tế dư giả đằng sau. Và liệu là Vitus Pro họ chuyển hướng lên khu side A như này thì có thành công hay không đây? Và thứ bò truyền qua quả smoke này là sai sách đến từ Jekinda. Chopper kê lại quá cẩn thận, và để nói về Jekinda thì thực sự là player này rất thích bò quả smoke. Đúng vậy, tạm thời thì Jekinda mới chỉ có một mạng mà thôi, không phải là một con số tốt nhất. Nhưng quay trở lại với trận thi đấu này thì các thành viên bên phía Vitus Pro họ lại trung thành với một cái hướng đi, đó là ra khu A long. Nhưng lần này là Dexter với khẩu AWP chứ không còn là những khẩu rifle của Samdai Young hay là vị trí của anh chồng Mia nữa. Thế nên Vitus Pro họ sẽ cần cẩn thận. Chắc chắn là cần cẩn thận rồi. Chopper nhìn thấy cái họng súng của James và James không biết rằng vẫn có một người ép gần. 5v3 quá nhiều lợi thế dành cho các thành viên bên phía Team Spirit. Và bây giờ thì Chopper không thể qua được họng súng của Split thì đó là một tình huống swing rất tốt. Nhưng ở đây thì sao đây? Dexter bắn yếu được Buster nhưng vẫn chưa thể kết thúc được anh chàng này. Quả nét trả ra là quá đẹp và kết thúc được Buster. Một quả nét mà có vẻ như là cảm giác thôi. Đúng vậy, cảm giác không gian khá tốt. Và bây giờ bộ đôi còn lại chắc chắn là sẽ là đi James Tham để giữ lại khẩu ốp này dành cho James trong round thi đấu sau. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 3-4 dành cho Team Spirit. Tình huống mà Dexter tạt bóng, Buster đánh đầu, nhưng nếu là quả bóng thì mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn. Và nó cũng là một cái điều kiện để giúp cho các viên bên phía Team Spirit có được cho mình round thi đấu chiến thắng số 3. Và mọi thứ vẫn đang theo đúng được cái lộ trình mà Spirit họ muốn khi mà có cho mình những cái chiến thắng ở cái key round quan trọng rồi. Còn đối với Vitus Pro, liên tiếp vào những round thi đấu mà có 1 cho đến 2 player đi xếp súng thì cái lượng tiền của họ ở cái đoạn về sau nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều nếu như không có một cái round thi đấu chiến thắng để có thể nói là reset tiền. Chính xác, đây sẽ là round thi đấu yếu tiền của Vitus Pro và quyết định sẽ là buy luôn rồi. Jekinda không buy, Buster cũng vậy, nhưng Flit thì là người giữ lại súng trong round thi đấu trước và drop được khẩu ốp dành cho vị trí của James. Có thể gọi là half buy đi khi họ có đến tận 2 khẩu súng lớn. Và nếu như James cũng như quái cất lên tiếng tốt thì hoàn toàn có thể làm được. Và các thành viên bên phía Team Spirit sau những round thi đấu họ chiếm mít, họ đang muốn chiếm khu vực long. Và chắc chắn là tình huống bật cốp này của James đã bị Chopper nghe thấy. Chopper là người chủ động úp mặt vào tường để né flash và để cho Dexter sẽ là người kê thẳng. Còn ở khu vực mid thì Samdai Young vẫn đang cường ở khu vực phòng vệ sinh mà thôi. Một đội hình khá là khoa học đến từ các thành viên bên phía của Team Spirit. Nhưng bây giờ thì James kết thúc được Samdai Young, cho dù đó tình huống của Samdai Young đứng khá cao để anti những tình huống kéo ốp. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Team Spirit đang muốn bách ngược vị trí của Mia lên khu side B. Nhưng tín hiệu flash vừa rồi sẽ khiến cho Mia phải ở lại. A-Long đã được chiếm với các thành viên bên phía Team Spirit rồi. Tuy nhiên rằng là họ vẫn đưa ra một quyết định sẽ là bắt bài khu vực bom side A. Tạm thời nó đang là khá hiệu quả. Ở khu vực bom site B thì chỉ có vị trí của Magic là đang đứng ở khu ABC mà thôi. Nếu phải có một tình huống mà đối phương chuyển hướng đánh vào bom site B thì với một quả lửa Magic hoàn toàn có thể tạo được sự đột biến. Và ở đây thì Chopper bắt được King James, đó là khổ ốp của các thành viên bên phía Team Vitus Pro. Và đến Dexter bắt được mạng của Jekinda. Double kill là chưa có, tuy nhiên đằng sau lưng đã có thêm vị trí của anh chàng Mia. Nhưng Mia đổi một, Dexter làm hai. Và vị trí của Quai Cất đã lộ vị trí và Dexter có cho mình một cái triple kill ở trong round thi đấu vừa rồi. Tỷ số được cân bằng là 4-4. 4-4 dành cho các thành viên bên phía Team Spirit, cho dù họ đã gặp bất lợi về người ở giai đoạn sớm nhưng mà cuối cùng thì họ kẹp chéo cho nhau là quá tốt. Bây giờ thì Team Vitus Pro chắc chắn rồi, họ sẽ bị rơi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Rất là khó, như đã đề cập thì với cái lượng tiền nó không phải là quá tốt dành cho Vitus Pro thì họ vẫn quyết định sẽ là fork buy luôn. Để nếu mà có thua thì sẽ là một cái lượng tiền đồng đều được cộng trên cả 5 player. Và tất nhiên với việc fork buy như thế này thì Fleet đang phải chơi cho mình một khẩu Tech 9 và Quiet cũng là như vậy. Đây sẽ là cơ hội tốt để Spirit có thể đem về cho mình ra thi đấu chiến thắng số 5. Đây là hai player đã xếp súng ở ra thi đấu trước đó nữa. Nên là việc mà họ yếu tiền trong ra thi đấu này là điều đã được báo trước. Và hiện tại các thành viên bên phía Team Spirit cũng đang có những tình huống đục đẽo để đục đi cái cửa ở khu Connector. Nào, nãy giờ Vitus Pro các bạn có thể thấy rằng hầu rất lâu
hầu rất lâu nhưng vẫn không thể làm được gì cả. Lấy cố gắng lấy thông tin, cố gắng câu đồ được đối phương, nhưng Team Spirit thì luôn luôn chọn những cái phương án kẹp chéo với nhau để có thể cùng cương skill khá hợp lý. Một quả check lại khu vực WC, nhưng mà cũng không có một thành viên nào ở trong đó của Team Spirit cả. Tham Minh chỉ còn lại 50 giây thôi mà các thành viên bên phía Team Vitus Pro chủ động ném ra một quả smoke che đi tầm nhìn ở khu A-long của đối phương để có thể bò trườn. Nhưng mà đây là góc bút thị đi đấu, bút quá đẹp của Sam Dae Young. Sam Dae Young cờ lia lại được thông tin dành cho Team Spirit rồi, biết rằng đối phương sẽ đánh vào bể, phát trả ra rất nhiều những khẩu tech này đang đi đầu quái cớt. Và bây giờ thì Vitus Pro có vào được sai không đây? Mà Kích đang chọn một góc thi đấu có thể gọi là khá đẹp ở đây, và các thành viên bên phía Team VP vẫn chưa thể nhảy qua được. Và bây giờ Flash là quá trắng, và Mà Kích vẫn kết thúc được game ngay lập tức. Fleet lên tiếng với cái mạng Mà Kích, double kill dành cho Fleet. Mia đổi được mạng quay cất thành công, đưa về tình huống là 3v3, nhưng ở đây thì Mia lại có được cái double kill. Bộ đồ còn lại mà tên Fleet cũng như Buster sẽ lần lượt ra đi mà thôi. Buster là người sống sót cuối cùng và không có cơ hội nào dành cho anh chàng này để có thể xử lý. Team Spirit back về quá nhanh và có quá nhiều họng súng chĩa vào các thành viên bên phía Team VP. Thông tin của Spirit ở trong ra thi đấu rồi vừa rồi là khá nhiều, thế nên rằng với việc mà back về với một cái đội hình 4B ở cái dạng cuối cùng thì Vitus Pro rất khó để có thể tràn vào để hạ cái quả C4 đó xuống, khi mà thậm chí cá nhân vị trí chẳng mấy kích cũng đã trả sớm mốc và có thể quẩy được khu vực Toxic và Mia chám lại cái vị trí mà mấy kích đã để lại, và khiến cho Vitus Pro không thể nào đoán ra được cái hướng di chuyển của Mia ở trong ra thi đấu đó. Đó là một cái khá là hay của anh chàng Mia. Và bây giờ quay trở lại với cả cái round thi đấu khá là quan trọng dành cho các viên bên phía của Team Spirit, thì chúng ta lại phải bắt gặp một cái tình huống có lẽ là technical foul. Có lẽ sẽ là tech foul thôi, không chính xác hơn đây có lẽ sẽ là một tình huống tap foul, khi mà các thành viên bên phía của Team Vitus Pro nãy giờ họ đã để thua thông khá nhiều rồi, và chắc chắn là một lượt Tactical Power sẽ giúp họ ổn định lại tinh thần. À, để cập nhật một chút cho các bạn về cái lượt trận của luồng stream B cũng đang diễn ra cùng giờ với cả trận thi đấu này, thì Heroic đối đầu với cả Echo Pip đang có tỷ số là 1-1 trong loạt thi đấu BO3. Nhưng ở map thi đấu thứ 3, map thi đấu Mirage, nơi mà Heroic đã có một pha có thể gọi là đi vào lịch sử luôn, Iconic moment, khi mà Cadian Clutch thì hiện tại họ đang để thua Echo Pip với tỷ số là 11-4 ở lượt thi đấu first half. Một tỷ số 11-4 mà Heroic lại còn bên phía phòng thủ trước. Không, đúng rồi, họ bên phía City trước mà. Counter Terrace. Xin còn lỗi anh em. Trong khi đó thì bây giờ Echo Pip sẽ được sang bên phía City, thì sẽ có lẽ là con đường comeback của Heroic cũng khá khó, nhưng đây chưa phải là dấu chấm hết dành cho Heroic. Tất khi nhiên mà Heroic vẫn đang là chỉ số 2-1, và nếu như thua ra thi đấu này, thua cặp thi đấu này, thì đôi khi họ có thể sẽ là gặp người thua trong cặp thi đấu giữa VP cũng như là Team Spirit. Cũng đồng tình với cái nhận định mà Sinh đưa ra. Tất nhiên thì mọi thứ vẫn chưa phải là kết thúc, nhưng mà Heroic thì họ lại là nổi lên ở Battle Mirage với khả năng bắn City side rất chủ động. T-Seed Refresh là 2 player bắn có thể trao đổi vị trí cho nhau ở khu vực RAM và khu vực lầu B, và họ thường có những cái tình huống đẩy theo thăm binh. Nó nhìn tổng thể thì có vẻ khá là ảo, nhưng theo những gì mà mình được biết ở cái đội tuyển Heroic này thì đều có cái sự tính toán, mà cái lượng thông tin được trả về là rất nhiều. Tuy nhiên rằng là có lẽ Entropic đã nghiên cứu một cái lối chơi một cách thật là sâu các đặc biệt bên phía của team Heroic, thế nên rằng nó đang có những cái sự trục trặc, và khoảng cách 7 round mà các đặc biệt bên phía Entropic tạo ra có lẽ là một cái minh chứng cho việc các đặc biệt bên phía Entropic họ đã chuẩn bị kỹ càng trước cái giải thi đấu hay trận thi đấu này nó là như nhường, nó đã tốt đến nhường nào. Vâng, và cập nhật thêm một chút nữa về cái trận thi đấu giữa của Heroic, thì tỷ số đã được nâng lên là 14-1. Trông có vẻ là chuẩn bị thua luôn. Có vẻ như là bọn tôi hơi lag một chút, bọn tôi hơi đi sau thời đại một chút khi vẫn nghĩ là 11-4, nhưng mà có lẽ với tỷ số 14-4 này là đi rồi, cũng đi chắc rồi. Còn thôi, trở lại với trận thi đấu này đi, khi mà chúng ta vẫn chưa thể nói trước điều gì. Team Spirit đối đầu với Vitus Pro vẫn đang khá căng thẳng ở đây. Đây sẽ là thời điểm tốt để Team Spirit có thể nghĩ về ra thi đấu thứ 6, khi các thành viên bên phía Team VP chỉ là những khẩu lục.
những khẩu Deagle, những khẩu P250, thậm chí có cả Glock trên người của James thì James đang muốn eco trắng để có thể lên ốp cho round thi đấu sau. Và thậm chí là James không lên được thì có thể bắt Fleet drop ra cũng được à. Hai quả smoke ra khu cửa Belong, có lẽ là có một chút cái lỗi giao tiếp đến từ Spirit khi mà cái khoảng tám minh nó không được chuẩn lắm. Nhưng điều đó có lẽ không quá quan trọng, Vitus Pro đấy chỉ là một cái round thi đấu mà họ eco thôi. Jekida thì lại có thử sức với một cái giáp 1 và một khẩu DE, nhưng tạm thời thì cấu máu như thế này thì nó là một điều không ổn cho lắm. Một quả đét được trả ra theo tham minh khá là khó chịu, cũng đã khiến Jekida mất thêm một lượng máu nhỏ nhỏ. Và round thi đấu này thì Vitus Pro cũng không giấu giếm ý định đánh lên cục bom xe A của mình bằng những tình huống tràn ra cùng nhau lấy thịt đè người. Nhưng đây là 3 A của Team Spirit, họ có một khẩu ốp, có hai khẩu rifle và sẽ là những cái vũ khí rất dễ để có thể hốt lại những cái khẩu súng lục này. Và liệu là các thành viên về phía TVP có cấu được súng này không? Đây đang muốn căn flash đến từ quái cấp, và đây là quả flash để mù đi khu vực Chuck cũng như City, và bắt đầu đẩy vào rồi. Samurai Young ở đây mù trắng xóa như trước đó đã kịp nhìn thấy Fleet cố gắng đặt bom nhưng mà không thể đặt được khi Samurai Young swing ra. Chopper cùng Mia đều lên tiếng, và player cuối cùng Jekida đang được các thành viên về phía Team Spirit săn đuổi, không khác gì gọi là thần tượng âm nhạc cả. 6-4 dành cho các thành viên bên phía Team Spirit. Một tình huống tham minh để có thể ném flash vào đặt bom có vẻ như vẫn hơi muộn đến từ quái cớt. Hình như là họ muốn rằng đẩy vào bắn nhau đã, rồi sau đó ném flash để đối phương sợ đối phương phải lùi lại để có thể đặt được bom. Tất cả họ cần là đặt bom, nhưng quan trọng là Team Spirit cũng không ngần ngại gì khi họ giữ đến tận 3 người trong side thì đơn giản chỉ là đẩy ra kẹp chéo với nhau mà thôi. 6-4. Và bây giờ thì VP họ có thể phụ bài với một khẩu ốp trên người anh chàng James. Và thậm chí James đang có những cái tình huống xử dập lửa lỗi, có vẻ như là dập lửa lỗi thật. À không, đây là Team Spirit ném hai quả lửa mid, một quả lửa dốc và một quả lửa vực playground. Đúng và rồi. King James thì lại là người hứng gần như cái đam của quả lửa playground đó, mặc dù đúng là quả smoke dốc nó đã trả ra và đã dập được lửa rồi. Có vẻ như là James không nghĩ rằng đối phương sẽ ném đến tận hai quả lửa như vậy, và James bây giờ chỉ còn là 20 máu mà thôi. Nhưng dù sao với một khẩu ốp thì có lẽ không quá quan trọng đâu. Chopper kết thúc Buster, nhưng thời điểm này là quan trọng vì Chopper có nade. Bình tĩnh thôi. Đúng vậy. Và bây giờ Samurai Young đã muốn đẩy ra, nhưng mà tham minh của Samurai Young là sai. Vậy chính xác là chàng Mia đã có một tình huống đục chết để hạ được Fleet rồi. Thi đục với các viên bên phía Team Spirit thì như chúng ta đang thấy thì họ đang là người làm tốt hơn. Và lợi thế nó đang quá rõ rệt dành cho các viên bên phía của Spirit. Họ sẽ xử lý một round thi đấu 4v3 tôi nghĩ là khá dễ dàng, khi mà thậm chí Dexter về lại bom xe B chỉ để trả ra một quả smoke giúp cho anh chàng Mia có thể chấn giữ khu vực Belong một cách cẩn thận hơn. Còn khu vực bom xe A thì với việc còn đó là Chopper giữ được khu nhà vệ sinh thì tạm thời nó vẫn là an toàn. Chắc chắn là an toàn thôi, hoàn toàn có thể bỏ A để có thể bắn retake đến từ các thành viên bên phía Team Spirit, cho đối phương vào side đặt bom làm gì thì làm. Rồi sau đó Chopper sẽ là người móc máy, và thậm chí là Chopper đang muốn tham minh để bắt người đi lên từ khu connector. Và bây giờ thì tham minh của Chopper hơi đen khi mà quay cut mới là người đi lên sau khi Chopper quay mặt đi. 3v3 đối phương đã vào được bom rồi, và bây giờ thì Team Spirit họ đã cố gắng rotate về cùng nhau. Người đi từ khu city sẽ là Dexter, và quả nết này sẽ là để có thể cấu bom. À, không đúng đủ rồi, cấu nữa. Bom luôn rồi, và thời gian có vẻ như là không đủ, thời gian rất cận kề. Và bây giờ thì quái cất có được mà Dexter nhưng vẫn là không đủ thời gian. Quả nết rất hay đến từ Dexter, đã deny đi tình huống đặt bom vừa rồi của Vitus Pro và trực tiếp mang về một round thi đấu chiến thắng dành cho dòng xanh. Nó rất cận kề, cái khoảng thời gian đặt bom của bạn nó không đến mức là 4 giây, nhưng nó sẽ khâu đó khoảng tầm 3 giây rưỡi. 3 giây rưỡi. Đúng vậy, nó là khoảng 3 giây rưỡi. Và cái quả nết đó của Chopper nó lại ném đúng vào người đặt bom, và người đặt bom không ai khác là King James. Và King James thì với việc mà anh chàng này còn không được thấy địch đã dẫm lửa. Chính xác là ra thứ vừa rồi King James chỉ ăn đam của utility và chết mà thôi. Đúng. Không có một viên đạn nào bắn trúng cả. Và bây giờ thì các thành viên bên phía Spirit họ có một round thi đấu chiến thắng có thể nói cũng khá may mắn. Nhưng đúng, bây giờ sẽ là khoảnh khắc của sự thật khi mà Vitus Pro họ vẫn phải full buy ở trong cái round thi đấu số 12. Thực sự mà nói thì James nếu như không có tình huống dẫm lửa ở khoảng thời gian đầu thì đôi khi quả nết đó đã không thể kết thúc được James. Đúng. Và mang về ra thắng cho VP, nhưng mọi thứ cũng chỉ là từ đôi khi mà thôi, rất khó để biết. Và bây giờ Jekida đang muốn tham minh để bắt người spam ở khúc long đi qua những chốn người rừng, và tất cả mọi người thì ma kích. Fit cũng bắt được Mia, và bây giờ Chopper cũng chỉ kịp đổi một mà thôi. Các thành viên bên phía Team Spirit làm gì ở khúc side B vậy? Samurai Young bách về được lên khúc Heaven B, nhưng mà có lẽ đó là hết rồi, sẽ là đi xếp xuống luôn đến từ bộ đồ Dexter cũng như là Samurai Young mà thôi.
Mọi người để cho Magic nằm xuống một cách gọi là quá lãng xẹt ở khu bì lòn, không một ai cover, không một ai lắc ra chuyết kill cả. Ra thi đấu và cái ý tưởng của Spirit là có, nhưng mà thực sự hai player còn lại ở khu bóng xe B đó là Mia cũng như là Chopper đã không thể nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được. Đó là một cái góc đứng mà cá nhân đánh giá nó không phải là quá đẹp để tí, thậm chí rằng là anh chàng Mia còn trốn sau khu vực thùng bom bằng một tình huống ngồi xuống để đợi đối phương tràn vào đặt bom hay là tiến sâu vào Toxic bắt Chopper để có thể bắn kèm chéo, nhưng Chopper đã chết ngay ở trong cái tình huống đấu kill ở vị trí short rồi. Và đó cũng là những cái lợi thế cho dù nhỏ nhưng tích tụ lại thành lớn để giúp cho các đặc biệt phía Virtus Pro có được cho mình cái round thi đấu chiến thắng thứ 5. Chính xác. Có thể thấy rằng có quá nhiều lỗi dành cho các thành viên bên phía team VP trong round thi đấu vừa rồi. Và họ đã phải trả giá trực tiếp bằng một cái round thi đấu để thua. Bây giờ chúng ta sẽ đến với round thi đấu thứ 13. Vẫn là đủ full buy dành cho Team Spirit, thậm chí họ đang có ý định muốn chơi hai ốp trong round thi đấu này. Sam Dai Chang sẽ là người cầm ốp phụ cùng với cả Dexter. Và hiện tại thì Virtus Pro vẫn triển khai một lối chơi khá là chậm để chiếm map. À, đánh qua tình hình qua một stream một chút thì Heroic chính thức là đã vào trong top những đội tuyển có hệ số đó là 2-2. Và họ sẽ cần phải chơi thêm một trận thi đấu nữa để xem rằng có thể vào được trong vòng thi đấu Major hay không đây. Cá nhân mình là người nghĩ rằng Heroic sẽ có hệ số 3-0, nhưng đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ nó không được như mình suy nghĩ. Và bây giờ quay trở lại với cả map thi đấu Overpass thì vừa rồi một tình huống nhảy check của cá nhân anh chàng Chopper cũng đã phát hiện ra King James ở Elon cây ốp trực diện. Còn Sam Dai Chang đang căn tham binh để có thể kéo ốp ra pick người, nhưng với những cái quả flash này thì Sam Dai Chang thực sự rất sợ. Hai quả flash liên tục và bây giờ nhìn thấy cánh tay rồi, Sam Dai Chang rất lì bắt được Yeki Dai nhưng không thể qua được họng súng của Flint. 4v4 đẩy lên bắn nhau thì các thành viên bên phía Team Spirit đang bị kẹt lại ở khu connector, đó là vị trí của Mia. Và VP thì biết được có đối phương sau lưng nên VP đang chủ động chơi chậm lại. Và round thi đấu này thì Spirit họ đang giữ một đội hình đó là 3A, và điều này ở thời điểm 35 giây đang là đúng. Và Mia đang có một cái góc ở khu vực B shot là rất đẹp. Thế nên nếu như Virtus Pro có fake A đánh mê đi chăng nữa thì cái sự mất mát mà họ để lại rất có thể sẽ là một con số lớn. Và 3A của Spirit ở trong round thi đấu này buộc phải đổi càng nhiều càng tốt. Chopper có góc đứng đẹp, Chopper phát hiện ra Buster, những đấu súng đến Buster mới là giành chiến thắng. Dexter đây lại bắn trượt viên đạn hơi vô duyên, còn đó là Magic ở khu vực góc buồng và Magic không đổi được ai cả. Và đó sẽ là round thi đấu chiến thắng dành cho Virtus Pro, khi mà lần này không còn cái quả nết nào để có thể cứu vãn tình hình của các viên bên phía Team Spirit nữa, và sẽ phải si xếp cho mình một khẩu M4S cũng như là một khẩu SWP cho round thi đấu sau mà thôi. Sẽ là xếp súng vì round thi đấu sau Magic có thể tự bài được, còn với Mia và Dexter thì sẽ drop ra hai súng dành cho Chopper và Sam Dai Chang. Có thể thấy là một round thi đấu mà Virtus Pro đã gặp ít nhiều cái khó khăn, nhưng cuối cùng thì những tình huống tanh vào sai chất lượng của Fleet cũng như là Buster đã giúp cho Virtus Pro trở nên dễ thở hơn rất nhiều. 6-7 rồi, một round thi đấu cách biệt. Trận đấu vẫn đang diễn ra khá là căng. Nó là kịch bản của map thi đấu đầu tiên, khi mà VP cũng gọi là căng kèo với Team Spirit như vậy. Đúng vậy. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ rằng với việc mà bên phía của VP có được khoảng 6 round bên phía Team TSA như này thì nó là con số khá ổn. Và chúng ta đang rất đề cao James trong cái khả năng bắt bài ở bên phía CDSA. Thế nên rằng mọi thứ vẫn đang là có lợi dành cho các viên bên phía của Virtus Pro. Sao sao là có lợi? Spirit. Cảm giác như Virtus Pro đang thi đấu ổn định hơn trên mắt thi đấu này. Mặc dù những round thi đấu thua của họ đều là những round thi đấu có thể gọi là khá là đen, từ tình huống gọi là ăn nết không đặt kịp bom hay là những tình huống đấu skill. Nhưng mà bên round thi đấu này thì các thành viên bên phía Team Spirit chỉ trả một quả lửa ở khu vực dốc Fountain mà thôi. Lead lần này lại thì cá nhân Mia đục và chỉ còn lại cho mình 37 HP, và Chopper đang căn thăm binh để có thể đẩy ra khu vực Fountain. Nhưng vừa rồi anh chàng Buster có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó và đã giúp cho Jekida dễ dàng có mạng của Chopper. Một tình huống mà đẩy mid không nên xuất hiện bởi anh chàng Chopper này, khi mà đằng sau lưng không ai backup cả. Và đây chắc chắn là một round thi đấu mà bên phía Spirit họ gặp nhiều bất lợi hơn, và chỉ còn một mình anh chàng Dexter ở khu bom site A. Và nếu như bom site A của Dexter không làm được khoảng tầm 2 cho đến 3 mạng thì có lẽ là 3 player ở bom site B của Spirit sẽ chủ động đi xếp súng luôn, khi mà Virtus Pro trong khoảng thời gian này thì họ vẫn đang trung thành với lối đánh chậm.
và cũng chưa đưa ra quá nhiều cái quyết định lớn ở trong cái round thi đấu này. Còn Dexter thì đang có những tình huống kéo ốp, nhưng tạm thời nó vẫn chỉ là lợi thế 4 vs 5 vs 4 dành cho Vitus Pro thôi. Bây giờ thì Dexter cần phải tỏa sáng và để xem là anh chàng này đổi được mấy mạng đây. Nhìn thấy cái chân rồi. Ơ kìa, đâu tình huống Jekinda đã nhìn thấy chân thì phải. Rõ ràng là như vậy, và bây giờ thì Dexter sẽ cố gắng quẩy ở đây. Dexter lộ vào thôi, xong rồi, chắc chắn là đi. Chắc chắn là đi, và thậm chí còn không đổi được một mạng nào khi đi. Ở trong side thì Mia cũng như là vị trí của anh chàng Magic thì Magic đã đi rồi. Và liệu một mình Mia có đủ hay không đây? Câu trả lời là không. Samurai Jack đang trốn trong quả smoke này, và cơ hội dành cho Samurai Jack là không có. Samurai Jack đang cố gắng bắt súng, nhưng mà đối phương đã vào trong giọng ứng khá là đẹp rồi. Và sắp đang vẫn chưa phát hiện ai, bây giờ bắt được King James. Tuy nhiên rằng ở khu vực bom side B đang có những cái bước chân của Fleet móc máy về đằng sau lưng. Và sắp đây đang rất khó để có thể xếp lại được cái khẩu súng này khi mà Jekinda đã tiếp cận được anh ta. Và đó, đắp mạng dành cho anh chàng người Latvia. 7 đều dành cho các thành viên bên phía của team VP đã có những tín hiệu tích cực hơn rất nhiều. Và nếu như mà họ lên được con số 8 thì kịch bản nó đã giống hệt với cái map thi đấu đầu tiên rồi, khi mà họ bắn T-side lên được 8-7 và sau đó sang T-side thì lại không cho đối phương thêm bất kỳ một round thi đấu chiến thắng nào nữa. Kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra khi đây là round thi đấu mà team Spirit yếu tiền. Xong đây đang chủ động lên cho mình một khẩu shotgun. Với khẩu shotgun này thì chắc chắn là chỉ có là khu connector mà thôi. Tôi cũng rất hay cầm khẩu Mark 7 đứng ở đây, cảm giác rất đã. Và để xem Fleet liệu có phải là nạn nhân của một khẩu súng tầm gần khỏe đến như vậy hay không đây. Tạm thời thì với việc Fleet liên tục đi di chuyển ở khu connector này thì anh chàng cũng chưa để lại được quá nhiều impact ở giai đoạn đầu game. Nhưng đến những tình huống bắn nhau thì Fleet tỏ ra là trên cơ hơn rất nhiều. Samurai Young có lẽ đã bị đội trí ra, và đó là một tình huống sai tham minh đến từ SKY. Nhưng Dexter thì bắn thẳng vào đầu Jinda với khẩu Scout trong tay. Và cơ hội đang là có dành cho Spirit khi mà họ đã đẩy được khu B-Long, đã cử vị trí của Magic về khu vực bom xe A, khi đó là một khẩu M4. Và với M4 và Scout kết hợp với nhau thì bao giờ nó cũng sẽ tạo được những cái sự đột biến dành cho đội hình của Spirit ở trong round thi đấu cuối cùng lượt thi đấu first half. Người nhảy check là Magic và Dexter sẽ là người kia cường né được quả flash đó, nhưng mà Dexter lại không bắt được cái đầu của anh chàng Buster. Cố gắng lùi về thôi. 4v4 và các thành viên bên phía team VP họ không hề giấu giếm ý định vào khu sai A nữa, khi Buster cũng đang ép khá gần với một quả flat như thế này. Và VP thì vẫn đang chưa quyết định được đi đâu về đâu. Người bỏ tiền ở khu sai B đang là vị trí của Quiet, và đối đầu với cả Chopper thì liệu Quiet có check lại hay không đây? Có check, nhưng mà là check cho có. Trời ơi, Chopper bắt được Quiet một khẩu súng to ra đi. Dexter là người tiếp theo bị hạ ngục bởi anh chàng Buster này. Mà Rick kết thúc được James, và vô tình khi James lại là người cầm bom. Cơ hội dành cho Fleet là không có. Fleet bây giờ cố gắng đi móc máy, nhưng mà có lẽ đi lên khu vực City Bay cũng không phát hiện được ra ai cả. Rõ ràng là với việc Chopper bỏ đi khu vực bom xe B thì đối phương hoàn toàn có thể di chuyển vào connector và rẽ B-shot tiến tới City. Tuy nhiên rằng là các viên bên phía Spirit họ biết được điều này. Giết được Miri chẳng nữa thì vẫn sẽ là 8-7 Spirit. Một round thi đấu và Spirit hiếm hoi họ đẩy B-long, và nó đã phát huy được cái hiệu quả khi mà cũng trong khoảng thời gian đó Vitus Pro họ lại di chuyển đội hình của mình ra khu vực mid cũng như connector đông hơn. Và chưa kể rằng lỗi cá nhân của các thành viên bên phía VP trong round thi đấu này cũng là khá nhiều. Từ những tình huống lỗi skill, từ những tình huống để bị mất người lẻ, và cả check góc nữa. Khá đáng tiếc, nhưng mà có lẽ đó cũng là câu chuyện của lượt thi đấu first half rồi. 8-7 là một tỷ số mà nó có lợi dành cho VP khi họ đã lên được đến tận 7 round thi đấu bên phía T-side. Rõ ràng là 7 round thi đấu bên phía T-side nó là một cái điều gì đó khá ổn ở trong cái map thi đấu Overpass. Tuy nhiên rằng là bên phía của các team Spirit thì như chúng ta đã nhận định từ trước, họ vẫn là một đội tuyển bắn phía T-side khá ổn. Thế nên rằng vẫn là một hứa hẹn là một lượt thi đấu second half căng thẳng. Và bây giờ thì King James đẩy ra ngục pit đồ, tạm thời chưa phát hiện ra ai cả. Nhưng Spirit họ đã gài anh chàng Samurai Jack ra một shot, hạ cũng được Buster rồi. Đây sẽ là cơ hội để các viên bên phía Spirit có được cho mình cái pistol round. Cơ hội để có được pistol round là có. Và các thành viên bên phía của team Spirit thậm chí họ còn bắn đinh được Jekinda nữa. Đó là Samurai Jack muốn bỏ vào để bắt được anh chàng này. Samurai Jack có được một tấn đấy. Và bây giờ thì bắn tốn đạn quá. Không biết là đang là lag hay là tốn đạn. Đó là tốn đạn, trời ơi. Bắn hết đủ đạn cờ lốc cũng như USP mà không kết thúc được nhau. Quai cất có được bảo Samurai Jack 4 vs 3. Bây giờ thì các thành viên bên phía của team VP họ mất
người quá nhanh ở khung sai à. James cùng với Flick ra đi cũng chỉ đổi được một và thậm chí là Magic còn bắn xuyên smoke kết thúc được Quaker. 9-7 dành cho các thành viên bên phía Team Spirit. Thực sự là một ra thi đấu mà không biết nói gì nữa rồi. Một khẩu USP là khoảng tầm 12 viên và trong cái tình huống đó thì có lẽ Samurai Young còn khoảng tầm hơn 10 viên đạn. Vậy là 15 đi. 15 đi cho nó sông xanh đúng không? Đúng. Gần 30 viên đạn bắn mãi không giết được người. Một trong những tình huống hiếm hoi ở trong một cái trận thi đấu nó căng thẳng đến như thế này. Nhưng dẫu sao thì nó cũng đã qua rồi và chiến thắng thực thuộc về Team Spirit khi mà chúng ta thường thấy Virtus Pro họ có cái thế thượng phong ở cái pistol round hơn. Và bây giờ thì với việc thua pistol round thì họ đang có cho mình Raton Eco. Có một quả smoke duy nhất được ném ra để che cục Bilo. Điều này cũng chỉ khiến cho các viên bên phía Team Spirit họ nghĩ rằng đây sẽ là một round thi đấu fork bye của Virtus Pro thôi. Nhưng với việc Eco như này, round thi đấu sau Virtus Pro hoàn toàn có thể chơi cho mình những khẩu M4S và có cho mình đó là cái giáp 1. Eco chẳng luôn đến từ VP, họ đang muốn chơi cẩn thận. Còn với các thành viên bên phía của Team Spirit thì họ đang muốn đẩy nhanh tiến độ ở khu A long. Họ chiếm khá nhanh A long rồi và bây giờ thì VP lại một đoàn tàu đến cục sai A. Bây giờ thì chúng ta cứ đi cùng nhau thôi, năm anh em trên một chiếc xe tăng. Và chiếc xe tăng này đang muốn về ngược khu sai A. Và liệu là các thành viên bên phía Team Spirit bò chạy vào A như này có phải là đúng hay không đây? Bây giờ thì Mia có một rồi, hơi tốn đạn và Dexter có một thành công. Master bắn được double ding được vào mồm của Chopper và các thành viên bên phía của Team Spirit. Hiện tại họ mất thêm vị trí của Mia. Hai khẩu súng to đã rơi, Dexter đang bị tổ quay, Dexter là người cầm bom và Dexter không có đường về. 3v2 dành cho các thành viên bên phía Team Virtus Pro. Họ nhặt lại được khẩu AK trên người anh chàng Master. Và thậm chí là bây giờ Jekida đang muốn móc máy. Buster trong sai chỉ việc bài tha mà thôi. Nào Buster hơi tốn đạn nhưng Buster vẫn không để có mạng của Samurai Young. Jekida sẽ là người móc máy trong tình huống này. Và liệu Jekida có thể xử lý 1v2 được hay không đây? Tính đến thời điểm hiện tại có thể thấy rằng đang là có lãi dành cho Virtus Pro. Lãi là rất nhiều nha. Đây là một round eco trắng nhưng bắt được đến tận 3 súng của đối phương và rất có thể là có số 4 nhưng mà Samurai đang khá yếu máu và chỉ cần 2 viên vào người thôi, rất có thể sẽ có anh chàng này phải ra đi. Jekida đã không thể làm được gì quá ngoài cái chết cả và vẫn sẽ là điều chiến thắng dành cho các viên bên phía Spirit, nhưng cái vốn mà họ bỏ ra nó đang là khá đắt đỏ. Có thể thấy rằng với cả James cũng như là các thành viên bên phía của Team Spirit đã có những cái sự khác biệt đúng không? Khi mà James côn trong những đoạn thi đấu anti-eco rất nhanh, set up một bài phi thẳng cùng nhau, đổi mạng đi cùng nhau. Còn với cả Team Spirit thì họ đã quyết định là bỏ chạy và sau đó lại gặp và phải đúng cái đoàn tàu đang cầm những khẩu USP. Và kết quả là 3 người cầm súng to chỉ đổi được có 2. Nó là không hề lãi. Và bây giờ thì James né được quả flash đó và đang muốn first pick ở khu mid. Nhưng khoảng tham mình này kề lại là hợp lý. Nhìn thấy cái chân rồi, đang muốn sủi. Chopper không thể kết thúc được James trong một tơn đạn và James lùi về được thành công. Nhưng cái vấn đề là tại sao King James lại có ốp ở trong round thi đấu số 18? Bởi vì Jekinda đang phải bắn cho mình DE không giáp. Có lẽ là với việc ra đi của Sanji thì cái role support nó đang được chia đều dành cho toàn bộ các thành viên bên phía của Virtus Pro. Mỗi người nên trải nghiệm một chút để có cho mình thêm kinh nghiệm khi đối đầu, chính xác là khi đi cùng Hoàng thượng James, Hoàng tử James. Và bây giờ thì cơ hội nó vẫn được chia đều cho cả hai đội tuyển này. Với khẩu ốp này của King James thì hoàn toàn có thể tạo được cái sự đột biến. Nhưng Spirit trong round thế này họ đang muốn đánh vào bom xe B và Virtus Pro chỉ có duy nhất vị trí Buster là đang đứng ở bom xe B mà thôi. Và quả smoke cuối cùng đã được trả ra. Tuy nhiên Spirit họ đã tràn ở cụm cống Bidong rồi. Đây sẽ là một cái sự nguy hiểm mà Virtus Pro cần phải để ý. Họ đã vào được trong cục sai B và bây giờ thì có lẽ sẽ cố gắng đặt bom mà thôi. VP bỏ hoàn toàn B để bắn retake trong round thi đấu này. Và Quaker cố gắng đục đẽo nhưng ngay lập tức là bị đục ngược lại, chỉ còn 28 máu. Khó khăn trông rất khó khăn khi chúng ta thể thấy rằng Virtus Pro không có quá nhiều phạm vi di chuyển. Thậm chí Jekinda bị bắt lại bởi Magic. Chopper headshot được flip và biết được còn ít nhất một người nữa ở khung ABC. Cơ hội dành cho VP là không có và chúng ta hãy nhìn vào xem Buster đang bị kẹt. Buster đang bị kẹt lại ở khu vực ABC. Đúng vậy. Nếu như bây giờ muốn về thì phải đi qua được khá nhiều họng súng của Team Spirit hoặc là đợi cho thời gian bom nổ gần hết thì mới bắt đầu di chuyển. Thực ra thì với một cái giáp 2 đứng ở đấy thì cũng không bị bom nổ chết. Và Spirit thì họ cũng không biết là có người đứng ở ABC. Và Chopper là cái nạn nhân ở trong cái pha thiếu thông tin như vậy. Nhưng không sao cả, Spirit họ cũng đã hài lòng. Bây giờ thì cái khẩu ốp của King James là một vũ khí phải giữ được thành công. Và nó đã rơi mất rồi. Thậm chí là cả khẩu M4 của anh chàng Buster nữa. Và đúng là như vậy. Vậy là có thể xếp được ốp dành cho King James. Tuy nhiên rằng với việc mất hai súng như thế này, Virtus Pro round sau sẽ rất khó chơi.
sẽ khá khó chơi nhưng mà lượng tiền thì vẫn là đủ bài nha. Qui-Cut có thể tự mua, Buster thì vẫn gọi là ổn, còn với Flip và Jekinda thì có lẽ sẽ chấp nhận những khẩu súng yếu được. Hoặc là một loạt thi đấu hoặc vài cơn à, chính xác hơn là Buster có thể gọi là hấp bài một khẩu M4. Ok. Gọi là có hai khẩu súng lớn và đây, hấp bài rồi, không chính xác hơn là quay cơ full bài luôn. Quay cơ hình như là bài hơi nhanh thì phải. Bài hơi nhanh, chưa đợi lệnh của Hoàng thượng đã bắt đầu bài rồi. Free thì cũng đang mua chỉ còn 700 đô và các thành viên còn lại ở VP thì là Eco. Tôi không biết là lối bài này gọi là bài gì, có thể gọi là hấp bài. Nhưng bây giờ thì đẩy vào shot chém chân chảy, mỉa cắt kết thúc được quái cơ rồi. Phi cùng Jekinda đều đổi được bạn trong tình huống này nhưng không đủ đạn để Jekinda làm được gì nữa. Buster bắt được Magic đưa về tình huống là 2v2 và các thành viên bên phía Team Spirit đã có được lượng thông tin rằng VP stack đông bê trong round thi đấu này. Và Chopper đang tạo ra một con đường mới khi di chuyển ở khu vực bom site A. Tuy nhiên với việc mà chạy lên khu vực bom site A kiểu như thế này thì sẽ giúp cho các thành viên bên phía của Spirit có được những cái vị trí đẹp. Và quan trọng nhất là anh chàng Sam Dayang phải không được chết trong cái tình huống vận chuyển cái quả bom này vào khu bom site A. Buster, một góc cây ốp không phải là quá đẹp, bởi vì góc cây ốp mà theo như tôi đang nhìn ở trên mini map thì nó sẽ không thể nào nhìn được cái khu vực đặt bom default. Vẫn cẩn thận trả thêm một quả smoke che đi khu vực thùng rác. Rõ ràng 2v2, cẩn thận không giờ là thừa cả. Và vẫn có thể làm được đến được Virtus Pro trong một round thi đấu mà cái lượng súng ống của họ tạm thời đang là cân bằng so với Spirit. Fleet nhặt lại được cho mình một khẩu AK và đang cố gắng rotate lên cùng những người đồng đội mình. Nhưng hãy nhìn và xem, Team Spirit đã đặt một quả bom quá đẹp và họ quyết định là lùi về đi cùng nhau để có thể cờ lia lại khu connector, cũng như là đây là một quả bom đặt cho khu mid. Nhưng một quả smoke để có thể gỡ luôn đến từ các thành viên bên Team VP. Buster sẽ là người kể và đã có một người gỡ những quả flash này, tỏ ra là quá trắng. Và bây giờ thì Buster không thể cover cho người đồng đội mình rồi. Xong đại nhạc kết thúc được Fleet và một mình Chopper sẽ đấu trí với Buster trong tình huống này. Xếp súng sẽ là lựa chọn của Buster nhưng liệu có xếp được hay không đấy, câu trả lời là không. Chiến thắng thuộc về các thành viên bên phía của Team Spirit và họ đã lên được con số 12 rồi. Rõ ràng Spirit sau cái map thiếu thứ hai một cách quá thăng hoa thì họ vẫn có được một cái đà để có thể tiến tiếp vào map thiếu thứ ba. Và như chúng ta đã thấy thì chúng ta đã nói là James bắn bên phía City tốt như thế nào rồi, bắt bài hay ra làm sao, chứ tạm thời thì Virtus Pro vẫn chưa có một round được chiến thắng nào bên phía City sai cả. Có thể thấy là một phần nữa là phong độ của James đã không tốt, anh chàng này mới chỉ có 4 điểm hạ ngục mà thôi. Với một Oper và được cưng chiều như James nhưng mà lại không thể hiện được quá nhiều như vậy sẽ rất là khó. Bây giờ là điểm hạ ngục thứ 5 dành cho James. Mia là nạn nhân, thậm chí là tình huống đục đẽo đầu tiên. Ồ, tỏ ra là quá khó chịu. Nhưng bây giờ thì Dexter kết thúc được flip cái gì vậy? Một tình huống bắn theo cảm giác của anh chàng Dexter và cân bằng lợi thế về người 4v4. Xâm đài nhạc đục công yếu đi được quai cơn. Có quá nhiều sự ảo diệu trong round thi đấu này. Có lẽ không phải ở trong cái round thi đấu này mà toàn bộ cái loạt thi đấu BO3 này nó cảm giác như được phù phép, cái phép thuật gì đấy. Và bây giờ thì cân bằng về người thì rõ ràng Spirit họ vẫn có thể chơi được ở trong cái round thi đấu này. Thậm chí có một chút lợi thế khi mà khiến cho Virtus Pro họ phải cử người ra đứng ở những cái góc không đẹp. Và đây thì Chopper không thể nào đấu súng thắng được Jekinda và chưa thể nào mà tạo được một cái con đường tốt dành cho Steve Spirit ở khu vực bom site này được. Thực sự một tình huống đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được vào mắt mình rằng Dexter vừa thi đấu cái gì vậy. Và các thành viên bên phía TVP họ vẫn đang chơi một đội hình khá default 2A và 2B. Dexter kết thúc ở Jekinda trong side và mở ra một con đường máu để vào khu side A. Nhưng hiện tại trong khu side A thì vẫn còn cái tên Quicut nữa, và để xem liệu Quicut có quẩy được hay không đây. James đã về để hỗ trợ cho Quicut rồi, và quả flash này của Dexter là một quả flash rất quan trọng. Và bây giờ thì Quicut mù trắng xóa nhưng mà James vẫn có được mạng ở Magic. Bây giờ Sam Dayang đổi được mạng Quicut thật đấy, phát hiện được cả hai, double kill để cho Sam Dayang. Và player cuối cùng là James thì lại không có thể, chính xác hơn là có được thêm mạng của Sam Dayang và đưa về tình huống 1v1, bắn trượt và ngay lập tức là Dexter kết thúc được James. Tôi tưởng rằng trong cái tình huống hẹp như vậy James sẽ không thể phản xạ được. Nhưng trong những tình huống khó James làm được. Nhưng mà tình huống dễ thì James lại bắn trượt. 13-7 dành cho các thành viên bên phía Team Spirit. Một round thi đấu có quá nhiều thứ để nói. Thực sự là như vậy, những tình huống bắn ảo mà phải gọi là hai upper của cả hai team đều đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Dexter 3 kill, King James cũng 3 kill. Một round thi đấu mà những khẩu ốp của cả hai bên đều lên tiếng. Nhưng pha xử lý cuối cùng thì lại là cái chiến thắng dành cho anh chàng Dexter chứ không phải là King James.
Rõ ràng thôi, Dexter ở trong cái trận thi đấu ngày hôm nay nó có một phong độ tuyệt vời hơn là rất nhiều so với King James. Và tạm thời chúng ta đang có hơn 21.000 anh em đang theo dõi trên kênh Nemo của 500 Bros. Và mình đang muốn cái con số này nó được tịnh tiến hơn nữa. Và lại một tình huống mà tôi lại phải khều, đó là những cái lá cỏ. Anh em cứ thấy tôi bảo cỏ nọ cỏ kia thì lại bảo là khều, tôi nhận luôn là tôi khều cỏ. Anh em hãy cho chúng tôi đó là những cái lá cỏ để có thể nhiều anh em biết đến đi. Còn người nào mà hào sảng thì hãy share những cái livestream này trên những cái nền tảng mạng xã hội để có thể nhiều người biết đến hơn. Năm và đây là ra thi đấu mà Vitus Pro họ bắt bài đến tận 4 người ở khúc side B thời điểm ban đầu và đang để cho một mình vị trí của anh chàng Jekinda là người solo khu A long. Một quả smoke nhảy check nhìn thấy được lượng thông tin cần thiết và ngay lập tức là lùi về. Team Spirit thì nãy giờ chúng ta thể thấy rằng họ thi đấu khá là bài bản. Họ hầu như là có họ biết họ phải làm gì. Họ kê đẩy, họ lấy được thông tin cần thiết và họ chiếm được những cái mask những cái choke point quan trọng. Rõ ràng thì cái team Spirit thì họ đã có sự khởi sắc hơn so với những gì mình theo dõi ở IMFO. Những tình huống bắn nhau nó cũng là một cái điều kiện quan trọng, nhưng về mặt chiến thuật cũng như là di chuyển nó cũng đã có những cái sự khởi sắc nhất định. Và trong cái round thi đấu này thì các tiền về phía Vitus Pro họ đã có lợi thế khi một lần nữa Jekinda hạo được Chopper, nhưng Sam Dai Young thì lại bò được vào bom site B và King James đang côn cho những người đồng đội của mình. Đó là một tình huống bắt bài bom site A solo aim thì Sam Dai Young tỏ ra là trên cơ hơn so với chàng quai cớt, mở đường ra để giúp cho Spirit có thể vào được khu bom site B, nhưng ABC đã có người rồi và đó không ai khác là vị trí của Buster. 4v4 và hiện tại các thành viên bên phía của Team Spirit vẫn chưa thể vào để có thể đặt bom trong tình huống này. VP thì đã về đến nơi rồi và các thành viên bên phía của Team Spirit họ mất thêm vị trí ở Samurai rằng người cố gắng đẩy vào khu ABC. Bom được đặt nhưng mà ở trong side thì Mia đang còn chỉ có một chấm máu, ăn rất nhiều đồ vào mặt. Khó dành cho Mia rồi. Các thành viên bên phía Team VP họ có cái lợi thế hơn người, thậm chí là hơn tận hai người khi Jekinda lên tiếng. Dexter đổi được mạng Jekinda thành công và Dexter cần phải cover tốt để cho Magic trong tình huống này. Không có ai móc sau cả, đó là cái lợi thế mà Spirit họ có cũng như là thời gian nữa. Và bây giờ Dexter đã phát hiện người trên Heaven, nhá là rất dẻo nhưng Magic thì bắn được chết Fleet. Thời gian chỉ 13 giây thôi, Dexter làm được một, mọi thứ nó đang dễ dàng hơn cho anh chàng Dexter. Buster chủ động gỡ fake một nhịp nhưng làm gì có kit để mà fake đâu. Chắc chắn là sẽ là nào thì đầu chiến thắng thứ 14 cho Spirit, không quan tâm Dexter có chết hay không. 14-7, Vitus Pro từ nãy đến giờ họ chưa thắng được bất kỳ một round thi đấu nào ở bên phía Cityside cả. Chính xác. Một tình huống quẩy rất dẻo đến từ Dexter, làm hết tất cả những gì mà các thành viên bên phía Team Spirit cần rồi. Từ quẩy, từ cover, từ fragging. Và thực sự là Dexter đang bắn rất cháy trong cái map thi đấu này. Các thành viên bên phía Team VP chắc chắn rồi, đến thời điểm hiện tại thì họ đang bị một cái áp lực rất nặng về mặt tâm lý. Và James trong round thi đấu trước thì đã eco với một khẩu CZ để có thể lên được một khẩu ốp trong round thi đấu này. Họ đã chơi tất tay, thua round thi đấu này thì đồng nghĩa với việc là họ sẽ yếu tiền ở round thi đấu cuối cùng. Và James thậm chí kéo hẳn ốp để kê cả khúc mid luôn. Đồ chơi rất cục xúc. Nhưng với các thành viên về phía Team Spirit thì họ đã chiếm hoàn toàn khu connector cũng như là khu B-shot rồi. Có lẽ sẽ là đánh một bài vào khu side B chăng. Đồ chơi Spirit đang cực kỳ sáng nước nhất bên phía T-side khi mà họ không bao giờ dồn quá đông người vào một vị trí cả. Và trong round thi đấu này thì Spirit họ đang có những cái cơ hội nhất định. Tuy nhiên mọi thứ nó đang được đảo chiều khi mà Buster hạo được anh chàng Dexter. 5v4, lượng đồ của Vitus Pro thì hiện tại vẫn là khá ổn khi có 3 quả smoke trong tay. Nhặt lại khẩu ốp dành cho anh chàng Dexter, đó là Mia. Nhưng những tình huống repick thì tạm thời Vitus Pro cũng không hề có ý định muốn đẩy ra để khiến cho đối phương có những cái cơ hội cân bằng lợi thế về thực lực cả. Chiến thắng thông đến tận 6 ra thi đấu, nhưng mà Team Spirit đây vẫn sẽ là ra thi đấu yếu tiền cho họ khi mà họ đã mất đến tận cả 5 súng trong ra thi đấu trước. James bắt được Magic ở khu mid, gia tăng lợi thế về người. Và hiện tại thì Mia cần phải lên tiếng với khẩu ốp này, nếu không thì Team Spirit sẽ rất là khó đánh. Nào để xem bút nhau lên thì Chopper cũng đã bị hạ ngục bởi James. Khó rồi. Một tình huống muốn nhảy lên, nhảy từ ghế lên khu vực tường đá để có thể pick người nhưng không thành công. Và có lẽ bộ đồ thì Spirit sẽ xếp xuống luôn trong ra thi đấu này mà thôi. Vitus Pro đã có cho mình ra thi đấu chiến thắng đầu tiên bên phía Cityside rồi. Tuy nhiên rằng có rất nhiều thứ mà Vitus Pro cần phải làm ở thời điểm hiện tại khi khoảng cách đang là 7 round, nó sẽ rút ngắn còn 6.
Nhưng với việc mà giữ được 5 súng như thế này thì lượng tiền của Vitus Pro ít nhất nó cũng sẽ được đảm bảo phần nào. Ra thi đấu và những tình huống bắn nhau được diễn ra một cách rất là đơn giản, cũng không có quá nhiều cái tính chiến thuật được đưa ra. Được, Chỉ đơn bắn thuần nhau là á. Vitus Pro họ đấu súng thắng và đem Thắng về thì cho thắng á. mình một cái ra thi đấu chiến thắng. Đúng là cái key ra của Spirit luôn, nên họ cũng không có quá nhiều mặn mà trong cái tình huống đẩy 2v5 làm gì cả. Và đây sẽ là thời điểm mà các thành viên bên phía Team Spirit họ yếu tiền và cơ hội dành cho Vitus Pro lên được thêm vài ra thi đấu nữa là có. Thậm chí nếu như không muốn tính quá xa thì cơ hội comeback của VP vẫn còn nguyên. Và hiện tại thì chúng ta thể thấy rằng các thành viên bên phía Team Vitus Pro với việc chiến thắng được ra thi đấu đầu tiên bên phía CG Sai như này thì cũng sẽ là một cái cú hích tinh thần khá là lớn đối với đội tuyển đến từ khu CIS. Còn với Team Spirit, họ đã chủ động sẽ là Force Buy. Nhưng với lượng tiền này thì cũng chỉ là những khẩu Deagle và những khẩu Tech 9 mà thôi. Và bây giờ thì Spirit sẽ có cho mình một round thi đấu là Force Buy luôn, cũng khá là hợp lý khi mà lượng loot small loot họ có ở thời điểm hiện tại là khoảng tầm 1.4 và chủ động boost nhau lên để có thể bắt súng đến từ anh chàng Dexter. Tuy nhiên rằng là có những cái sự tính toán sai, thế nên rằng nó cũng không đem lại được bất kỳ một hiệu quả gì cả, thậm chí là về mặt thông tin. Thậm chí bây giờ họ đang mất rất nhiều thời gian ở khu T-Base. Đúng vậy. Nó khiến cho việc lên khu mid sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều vì đối phương hoàn toàn có thể đẩy khu Fountain cũng như là khu Playground rồi. Nên họ đang bị hầu lại ở khu Monster và phải kiểm soát bằng được Connector. Cũng rất may dành cho Spirit khi mà chúng ta những người ở bên thứ ba nhìn vào thì không một ai của Vitus Pro có ý định đẩy ra ngoài khu vực Fountain hay là Playground cả. Spirit ở thời hiện tại họ đã check thành công được Playground và Fountain, chủ động sẽ có những con người di chuyển lên khu vực Balloon cũng như là khu vực Short và nhà vệ sinh để có thêm những cái lượng thông tin nhất định. Có lẽ từ clear rồi, thời gian vẫn còn là nhiều để Spirit có thể tạo được những cái lợi thế cho mình. Còn đối với Vitus Pro, sau một khoảng thời gian bắt bài 4B không thấy điều gì cả thì họ đang cử lại King James về cuộc bom xe A, có cho mình đó là một smoke cũng như là một flash thì bom xe A mình nghĩ vẫn sẽ là ổn thôi. Có lẽ vẫn sẽ là ổn để King James có thể gọi là hỗ trợ dành cho người đồng đội của mình. Khi chúng ta đều thấy rằng các thành viên bên phía Team Spirit họ đang muốn di chuyển vào khu mid với cả WC chứ không phải là khu A long. Nó sẽ là một bài đánh tổng lực vào khu vực side A mà thôi. Người di chuyển long đang là Chopper. Và Chopper bây giờ bị bắt lại bởi Jekinda rồi. 5v4. Bây giờ thậm chí nó sẽ được gia tăng nếu như là Fizz không mắc sai lầm ở đây. Và Gank là người tiếp theo ra đi. Quai cớt lên tiếng Jekinda cũng vậy. Và Quai cớt móc máy thành công với cái double kill. 94 dành cho VP. Cơ hội comeback là có. Và lên được con số 10 sẽ là điều chúng ta dễ hiểu khi Team Spirit sẽ phải eco luôn trong round thi đấu này. Chính xác thôi, không có quá nhiều lựa chọn ở trong round thi đấu số 24 và sẽ là con số 10 dành cho Vitus Pro. Nhìn qua đó là một round thi đấu mà King James cũng đã đưa ra một cái chỉ thị cực kỳ hợp lý là chủ động lên bắn các cục bom site A với sự góp mặt của Fleet và với hai rifle bắn kẹp nách cho mình nữa thì không còn một cái đường gì để giúp cho Spirit có thể chặn vào bom site A cả. Eco bị connect, bây giờ thì James có một rồi. Flip bắt được vị trí anh chàng Magic và người yếu máu mang tên Chopper sẽ là người tiếp theo ra đi dưới họng súng Flip mà thôi. Đấy sẽ là thời điểm mà để các thành viên về phía TVP cải thiện frag, nhất là James. James cần có thêm khoảng mạng thi đấu nữa đi, sẽ có thể lên được con số 12, 12 kill. Lúc đấy thì vua cũng phải gọi là làm được gì thì bảo cận vệ mới nghe chứ đúng Đúng không? rồi, mình phải có thực lực thì mình bảo người ta mới nghe. Chứ mình bắn vệ mà bảo thì chắc là sẽ có những cái sự phản đối. Nhưng mà đấy chỉ là những cái kịch bản và vui chúng mình vẽ ra thôi. Chứ trong một đội tuyển thì cả bốn player cũng sẽ phải có những cái sự tôn trọng và có những cái nhất định của mình. Nhưng mọi thứ vẫn phải nghe theo in-game leader và in-game leader của VP không ai khác chính là King James. King James đã lên được những cái frag quan trọng. Có thể thấy rằng một trong những cái yếu tố giúp cho các thành viên bên phía của team Vitus Pro lên được 3 round thi đấu liên tục gần đây, đó là King James đã bắt được chơi game. Chúng ta có thể thấy rằng 11 frag rồi. Trước đây chúng ta đã từng thấy rằng King James đã mới chỉ có 4 frag mà thôi. Bây giờ thì phi luôn rồi. Timing của cả hai player. Một người thì quay mặt nhảy, một người thì rút bom lắc ra để nhìn đối phương. Chào nhau những cái nhìn âu yếm. Và hiện tại thì các thành viên về phía Team Spirit bị hớ. Và ngay lập tức là họ phải bỏ lại khu mid. Chỉ là gây áp lực mà thôi. Khu side B mới là nơi mà Team Spirit đang muốn hướng đến. Và để xem là rồng trắng vào khu side B trong round thi đấu này có là hợp lý hay không đây.
quả sờ bốc từ khu vực B-long ném thẳng lên khu vực A, shot che nhà vệ sinh để fake A. Và điều này có thể khiến cho Vitus Pro phải trả giá. Lead ở đây bắn lỗi, tuy nhiên Quai Cất đã đổi được một mạng rồi. Hai player của Vitus Pro không còn nguyên lượng máu nữa. Khu vực Water vẫn chưa thể nào chiếm được khi có quả smoke chặn mắt. Magic đang cố gắng tìm một cái đường để đặt quả C4 này. Tuy nhiên Quai Cất hạ cục được Samurai Young. Thì một round thi đấu 5v3 sẽ hơi khó khi mà Toxic chưa clear, nước chưa clear. Khu vực bảng thùng bom vẫn còn đó là chàng Buster nữa, không thể làm đôi. Nhưng Quai Cất thì cũng đem về cho mình đó là cái mạng thứ ba rồi. Còn cá nhân anh chàng Chopper một mình ở lại khu vực B-Shot thì sớm muộn gì cũng tốt nhất là nên đi về chầu trời thôi. Rất khó để Chopper thể xử lý khi bây giờ thì C4 đã trong tầm kiểm soát của các thành viên về phía TVP. Lắc vào bắn nhau, nhìn thấy cái trọng đầu của Chopper kết thúc được flit thì cũng không có đường để lùi lại nữa khi Quái Cớt đã ở đây. 11-14 dành cho các thành viên về phía TVP. VP họ cũng đã tích lũy được một lượng tiền ổn để khiến cho nếu như Spirit họ muốn giành đi chiến thắng ở trong cái map thi đấu Opat này sẽ phải trải qua hai gun round. Và đó là cái điều tối thiểu mà Vitus Pro họ đã làm được. Còn đối với Spirit thì nên kết thúc sớm, đừng để đêm dài lắm mộng. Khi mà ở trong cái trận thi đấu nó mang tính chất quan trọng, và ở trong một giải đấu Major như này thì cái sai lầm tốt nhất là hãy hạn chế, không có chỗ dành cho sai lầm. Đó là những gì mà Việt Ốc muốn nói. Và đây sẽ là thi đấu mà các thành viên về phía Spirit sẽ sờ tách nết lên khu bảng gỗ, nhưng không có một ai ở khu bảng gỗ. Và sẽ là rớt cũng sai bê luôn rồi. Lửa trả ra đến từ Split, đó là rất hợp lý. Và bây giờ Split có một rồi, Buster có được rồi. Đó là 3 điểm cho Buster và Quiet cũng kết thúc được Dexter. 12-14, Hot Eco khá nhanh chóng dành cho VP ở dưới khu sai bê. Và bây giờ thì chúng ta lại đến với một cái gun round tiếp theo dành cho đội hình của Steam Spirit. Đến thời điểm hiện tại thì họ cũng đã đưa ra được những cái bài đánh khá là thú vị. Tuy nhiên cái khả năng côn của King James vẫn đang là tốt. Khi mà ở trong những round thi đấu gần đây thì King James luôn để bom xe B có nhiều hơn 3 người. Và điều đó khiến cho những cái bước tiến của Spirit vào khu này nó không thể nào dễ dàng được. Và những cá nhân của Vitus Pro ở thời điểm đối phương tràn vào bom sai B cũng đã thể hiện được những cái tài năng của mình, không chỉ bằng những tình huống bắn nhau mà bằng những tình huống trả đồ và quẩy trong bom sai nữa. VP đang có những cái tín hiệu rất tích cực để có thể comeback được trong cái trận thi đấu này. Đã là 5 round thi đấu thắng thông rồi, và nếu như chiến thắng được Team Spirit trong key round này của họ thì Vitus Pro hoàn toàn có thể cân bằng tỷ số là 14 đều. Lúc đó thì cái khoảng thời gian overtime nó sẽ đến rất gần mà thôi. Đấy, rất nhiều đến từ các thành viên của Team Spirit, không khác gì là một tràng bắn pháo hoa cả. Nhưng có thể các bạn có thể thấy là không có một đam nào lên Vitus Pro. Round thi đấu này thì Spirit họ đang bỏ hoàn toàn khu vực mid cũng như là khu vực A-long. Nhưng Vitus Pro thì ít nhất cái lối bắn thụ động của họ nó vẫn đang tỏ ra được cái độ hiệu quả khi mà King James vẫn đang côn ổn. Nhưng nếu như gãi được vào cái điểm lứa này thì rất có thể Spirit sẽ tìm ra một cái lối đi mới. Và Spirit vẫn đang giữ cho mình 4 người của B-long. Phát hiện ra một người ở khu vực bên tay phải, nhưng Quiet đã chủ động lùi về khu bảng gỗ rồi. Và đây là một góc đứng hoàn toàn có thể xin flash của anh chàng Fleet và dễ dàng có cho mình những cái mạng. Nhưng Magic đang bò chạy, đã phát hiện ra đối phương. Và Magic ở đây bắn hơi chốc, không hạ được Quiet, nhưng Buster đổi được một rồi. Trước đó Mia bắt được Quiet, nhưng tình huống vẫn đang là lợi thế của Vitus Pro. Lợi thế được với các thành viên về phía TVP 4v3 và đang muốn đẩy vào luôn đến từ vị trí của Samurai Young. Và Samurai Young liệu có check được hết Toxic hay không đây? Buster đang có một góc thi đấu đẹp và các thành viên của Team Spirit họ đang bị chậm lại. Họ đang cố gắng lấy được thêm thông tin. Công nhận là cài được khu Samurai Young vào khu vực long thật đấy, nhưng nên nhớ Samurai Young là người cầm bom, bắt buộc phải vào B. Đây chẳng bây giờ lắc ra thì thấy người trên của Heaven rồi, nhưng mà bắn thì lại tốn đạn quá. Một máu duy nhất còn lại. Buster kết thúc được Dexter và ngay lập tức thì Jekinda cũng lên tiếng. Chopper sẽ là người sống sót cuối cùng. Không còn cơ hội nào dành cho Chopper cả. Terrius, counter Terrius win. 13-14 dành cho các thành viên của Vitus Pro. Và đây sẽ là thời điểm mà họ có thể cân bằng tỷ số 14-4. Có thể thấy rằng Samurai Young luôn luôn là người có thể gọi là hát xuân. Không sống cuối thì cũng khoảng trừ 99, trừ 98 gì đấy. Nếu như bây giờ Spirit họ thi triển được những cái lối đánh ở trong những round thi đấu chiến thắng trước đó của họ thì mình nghĩ nó sẽ ổn hơn. Khi mà Spirit họ thường gây những cái áp lực ở khu vực bom xe A, khu vực long, khu vực connector và sẽ
có sắp đây đang bò bom xe B, nhưng ở trong round thiếu này thì sẽ là một tình huống đánh nhanh rất bể. Magic đổi được một nhưng Quai Cất thì làm được đôi từ trước. Jekinda đã phải đạp xuống nhưng vẫn còn đó là Buster, khu Water, thậm chí là cả Fleet nữa. Nhưng Magic ở đây đã phát hiện điều đó không ổn, phát hiện Buster rồi sẽ là một cái mạng free kill thôi. Nhưng còn đó là Fleet thì điều đó Magic không nằm trong sự tính toán. 14 đều dành cho Virtus Pro. 14 đều dành cho các thành viên về phía TVP và chắc chắn rồi đây sẽ là thời điểm không thể nào tốt hơn để Gấu Trắng có thể tri ân những fan hâm mộ của mình. Đồng ý rằng họ đã để bị dẫn rất là sâu đúng không? 14-7 nhưng mà thắng liên tục 7 round thi đấu bên phía CitySide như này thực sự là rất ấn tượng. Và nãy giờ cũng là những round thi đấu mà các thành viên về phía Team Spirit tôi cảm giác rằng họ đã không giữ được sự bình tĩnh của mình. Đúng rồi. Liên tục là những cái bài đánh nhanh và cố gắng phi đẩy đi bắn nhau. Nhưng hầu như là đều thua tay so với Virtus Pro bây giờ. Khi chúng ta thấy là VP đã vào tay rồi thì sẽ rất là khó. Để xem ra thi đấu gun round rất quan trọng dành cho Team Spirit. Khi đây đã key round rồi. Thua ra thi đấu này thì VP có cơ hội để lên được con số 16 luôn. Còn nếu như mà Team Spirit thắng thì mới có khả năng ở nhà. Bây giờ thì Buster bắn lỗi skill. Giang bài rằng có một rồi. Fleet kết thúc được Magic. Đưa về tình huống là 4v4 và các thành viên bên phía Team Spirit vẫn muốn đẩy vào. Chopper kết thúc được quay cướp và hai người khu ABC. Làm được gì đây? Đã gọi thêm cả vị trí ở King James về khu ABC nữa. Nhưng Fleet thì đã ra đi. Và Jekinda cùng với James cần phải lên tiếng trong tình huống này. Jekinda có 1,5 rồi. Vẫn chưa thể kết thúc được người đặt bom. Và các thành viên bên phía của Team Spirit đang cố gắng về để hỗ trợ dành cho somebody. 2v3 cơ hội là vẫn còn khi vị trí của King James và Quai Cất còn đầy cây máu. C4 vẫn chưa được đặt, Chopper đang gặp nguy hiểm. Còn Samurai Young đã chết mất rồi, còn đâu? Mia cũng đã ngã xuống. Còn lại mình Chopper trong pha xử lý 1v2. Chopper bắt được Jekinda, biết King James ở khu ABC đang chủ động muốn có những tình huống lắc ra. Và AD one tap gì nhất đến từ vị trí của chàng Chopper. Một viên rồi, không đầy đạn, một viên duy nhất thôi. What up đến từ Chopper và đã mang về cho các thành viên bên phía của Team Spirit một cái match point duy nhất để họ có thể tận dụng. Một round thi đấu duy nhất mà rồi, liệu có được hay không đây? Nhưng cũng phải nói rằng đây là một tình huống mà các thành viên bên phía Team Spirit, Chopper đã lên tiếng một cách quá hay. Hai viên đạn duy nhất. Hai viên, đúng. Hai viên, 2/30. Hai viên đạn duy nhất và Chopper vẫn có thể giành được chiến thắng. Một match point, một round thi đấu thắng như thua của các thành viên bên phía Team Spirit. Thì round thi đấu vừa rồi họ mất 4 súng, nhưng trang bị round thi đấu này cũng là đủ. Magic đã chủ động có cho mình một khẩu Mark 10 với những tình huống chạy bắn ở. Có vẻ chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu overtime. Tôi đang cảm ngửi thấy cái mùi đó. Khi mà Spirit nãy giờ họ vẫn đâm đầu vào bom side B như những con thiếu thần. Và bây giờ flash được trả ra, James đã lộ ra khu Water. Magic là người tăng đầu tiên, nhưng Quai Cất trắng quá và Quai Cất đã chết. Còn đó là Buster, Buster làm đôi rồi. Magic hạ được James, Flick là không thể tốt được. Nhưng mà Fleet ở đây đổi được một, Fleet đã lộ vị trí ra của mình từ trước. 2v2, cơ hội là còn, nhưng Chopper lần này không hạ được Fleet. Và chúng ta đang đến rất gần với overtime. Dexter đây cố hạ được Fleet nhưng không thể thành công. Khi vẫn còn dư cho mình đó là 8 HP để sống sót. Và chúng ta sẽ đến được thi đấu overtime. Overtime ở map thi đấu thứ 3 trong cặp trận giữa các thành viên bên phía Team Virtus Pro cùng với cả Team Spirit. Một round thi đấu vẫn là rất nhanh đến từ Team Spirit mà thôi. Đúng như những gì mà Việt Ọp đã nói trước khi trận thi đấu này diễn ra thì các thành viên bên phía Team Spirit họ ở bên phía T-Side thì họ rất hay bị cuốn vào một cái lối chơi. Đó là phi B để chết, đâm đầu chảy cối vào khu sai B. Nãy giờ hầu như các round thi đấu bắn nhau đều diễn ra ở khu sai B mà chính thôi xác. Và các thành viên của Virtus Pro với việc là kéo được trận thi đấu này vào đến lượt overtime thì chắc chắn rồi họ sẽ là đội có được cái một chút lợi thế về mặt tinh thần. Nhưng cũng phải kể ra thi đấu cuối cùng vừa rồi thì Fit đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình, của người sống sót cuối cùng trong sai. Biết là mình đã thay đạn, vị trí anh chàng Dexter cũng rất nhanh trí đã đẩy xuống thôi. Tuy nhiên rằng là thời gian là đủ để giúp cho Fit để giữ được mạng sống cũng như là cái lượt thi đấu overtime dành cho Virtus Pro. Và bây giờ thì không biết Team Spirit họ có thể làm được một sự bất ngờ không đây. Mãi tôi mới thấy các viên bên phía Spirit họ di chuyển ra khu vực bom xe A, chính xác là khu vực middle, trả những cái quả đồ đầu tiên. Và Jekinda cuối cùng cũng đã cảm nhận được những cái áp lực ở vụ bom xe A rồi. Còn đối với bom xe B thì nãy giờ vẫn là Fleet cũng như Buster liên tiếp có cho mình những cái mạng mà thôi. 30 kill như Buster ở cái round thi đấu số 30, chính xác là 31 rồi. Bây giờ thì Chopper mù trắng xóa và không thể kết thúc được Jekinda. Anh chàng này vẫn còn nửa máu để có thể lùi lại. Đây là một quả lửa khiến cho James mất đi quả smoke của mình để có thể cover cho người đồng đội. Và các thành viên về phía Team Spirit hiện tại thì họ vẫn đang khóa được Jekinda ở khu vực góc vuông.
và các thành viên bên phía của team Virtus Pro đã bách đến tận 4 người, nhưng Yekida người đầu tiên phải nằm xuống trong một nỗ lực có vẻ như là đang muốn bò trườn ra. 5v4 lợi thế về người, và hiện tại thì team Spirit đang muốn về khu side B. Và đây, ở thời điểm này thì đây, tại sao không làm cái điều này ở trong những cái round thi đấu trước đó đi? Họ gây áp lực đủ ở bom xe A và sẽ tiến về bom xe B cùng với nhau. Và chọc Buster có một góc đứng đẹp đấy, nhưng góc đứng này không hề nhìn thấy chân ở khu vực Belong tiến vào. Và các viên bên phía team Spirit họ sẽ tiến vào bom xe B. Tuy nhiên King James đã rất nhanh trí gọi về 3B rồi, thì tạm thời vẫn sẽ là một cuộc hỗn chiến khi Quiet giữ được Toxic và Spirit không biết được điều này. Quiet kết độ Magic rồi, feed lên thiếu với mạng anh chàng xăm đai giang. Và các thành viên bên phía team Spirit cứ thế rụng rời từng người một mà thôi. Hãy nhìn thời gian mà xem, 9 giây và Chopper bây giờ mới móc máy để kết thúc được feed. Thì Dexter cũng có mạng của James thật đấy, nhưng song dài vẫn còn người và thời gian là không có để có thể xử lý nữa rồi. 16-15 dành cho các thành viên bên phía team Vitus Pro. Và thậm chí rằng có một thành viên bên phía team Spirit, đó là Chopper, chết khi cái thời gian đã hết. Có thể thấy rằng ở trong cái loạt trận thi đấu Overtime của giải thi đấu PGL Major Stockholm 2021 lần này, lượng tiền là 10.000. 10.000 tiền, nên chúng ta cần phải chắc chiu và suy nghĩ. Hãy nhìn vào xem, xăm đai răng chỉ còn lại 150 đô mà thôi. Nếu như thua ra thi đấu này thì Team Spirit sẽ bị yếu tiền ở ra thi đấu cuối cùng. Chính xác là như vậy. Và bây giờ thì đội hình của Spirit họ đang chủ động muốn chiếm lại khu connector. Jekinda đã có những cái góc đứng cược ở những khu vực trên cao, nhưng tạm thời thì cũng đã phải lùi về rồi. Không nên mạo hiểm ở trong cái loạt thi đấu Overtime, khi mà rõ ràng Spirit họ vẫn đang khao khát để có thể giành chiến thắng luôn trong map thi đấu Overpass này. Muốn chiến thắng luôn ư? Team Spirit nãy giờ thì họ cũng đã thay đổi lối chơi. Họ đã biết cách lên cục side A để có thể gây áp lực. Nhưng các thành viên về phía TVP thì vẫn đang giữ một đội hình khá default 3A và 2B. Và ra thi đấu này thì Team Spirit sẽ lựa chọn side nào đây? Có vẻ như những cái bước chân của họ đang cố gắng gây áp lực vào khu vực bom side A. Điển hình là A-Long. Trên Jekinda đã góp đứng đẹp, và đằng sau lưng thì có vị trí của King James backup nữa, thì tạm thời vẫn sẽ là ổn. Và Spirit họ đang trả ra những cái quả đồ để có thể gây áp lực ở khu vực A-Shot cũng như là nhà vệ sinh trước đã. Và quyết định của họ có vẻ như sẽ muốn di chuyển bom xe A khi mà cả 5 thành viên của Spirit họ đã bắt đầu về đến đây. Còn King James cũng như là Jekinda vẫn đang có cho mình những cái lượng đồ đủ ổn, đã phải trả cho mình cái loạt đồ cuối cùng rồi, nhưng thời gian của nó là 30 giây. Spirit cần phải nhanh chân hơn. Jekinda trả ra một quả smoke, tôi không đánh giá quá cao quả smoke này khi nó hở bên phải và các thành viên bên phía T-side hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng đây là điều mà Jekinda muốn. Năm nay Giang là người đầu tiên ra đi, mà Geek cũng quay và bây giờ thì Fleet đổi được mạng Chopper trước khi Mia kết thúc được quái cơn. Đã cố nhìn thấy cho Fleet, đây vẫn là góc thi đấu mà Fleet làm ba. Fleet ngồi góc này rất nhiều. Đúng, chúng ta thấy Fleet ngồi góc này gần như là mặc định nếu như anh chàng này bắn A thì sẽ ngồi góc thi đấu đó. Đúng vậy. Nhưng các thành viên bên phía Team Spirit vẫn chưa rút ra được điều gì. Và ra thi đấu cuối cùng này hãy nhìn mà xem. Dexter 2k7, tiền Chopper 2k6 với Sam Dai Jang là 2.550. Lượng tiền cực kỳ ít. Và họ sẽ phải có hai người bắn lục trong ra thi đấu này. Rõ ràng với một con số 10.000 tiền thì nó là phải tính toán. Nếu như thua thông 2 round thì round thi đấu 3 súng sẽ rất yếu. Và bây giờ thì Vitus Pro họ sẽ có một round thi đấu mà Jekinda vẫn đang có thể kiểm soát được ở khu Fountain với tình huống đẩy lên khu Balloon. Tuyền hãy cẩn thận, được bắt đầu phát hiện ra nhưng Jekinda vẫn kịp làm một chiếc việc nằm xuống bởi anh chàng Magic. 4v4 vẫn là có lợi một chút dành cho đội của Team Spirit. Và King James đang đưa ra một cái chỉ thị, đó là 3B và để mình anh chàng này solo bom say A. 3B là quyết định hợp lý trong ra thi đấu này, khi chúng ta thể thấy rằng các thành viên bên phía Team Spirit hiện tại thì họ đang muốn về khu side B và bây giờ thì lộ chân rồi. Quiet có được mạng Mia double khi dành cho Quiet, nhưng mà Geek cũng làm được rồi. Và tờ chết chảy và Fleet ở đây có được một mạng rồi, biết người cuối cùng yếu máu. Và các thành viên bên phía của Team VP họ đã về được hết đến nơi. Một mình Geek trong pha xử lý 1v2 này sẽ rất khó để có thể xử lý 12 máu và đi đâu về đâu đây. Trông có vẻ là các viên bên phía team Vitus Pro họ sẽ thắng luôn ở trong lượt thi đấu Overtime đầu tiên, khi mà Spirit họ đến cái thời khắc quan trọng nhất, cái thời khắc để ấn định cái tỷ số 2-1 thì họ tỏ ra là rất tù túng.
và sang đây là thi đấu overtime thì cá nhân mình nghĩ Vituspor bao giờ cũng có lợi thế hơn. Và quá yêu máu thì mình không thể làm được quá nhiều điều. Dashan cũng đã đứng dậy ăn mừng cùng với cả những người đồng đội của mình, và VP là cơ hội rất lớn để có thể kết thúc sớm cái map thi đấu thứ ba này với cái lượt thi đấu overtime đầu tiên. Chắc chắn rồi, trong cái loạt thi đấu overtime này thì các thành viên về phía team VP họ đã làm rất là tốt nhiệm vụ mình với kết quả 3-0. Thực sự rằng có đến 3 match point để các thành viên bên phía của team Vitus Pro có thể tận dụng. Bây giờ thì team Spirit họ đang phải động viên nhau lấy lại tinh thần để có thể comeback được mà thôi. Rõ ràng cơ hội đã đến quá nhiều dành cho Spirit nhưng họ không tận dụng được. Thì nếu như có thua thì sẽ là một cái giá phải trả rất là đắt. Thắng trận thi đấu này, Spirit đi thẳng với vòng Legend. Còn nếu thua thì họ sẽ phải chơi thêm một cái trận thi đấu ở vòng Round 5 nữa. Rõ ràng cứ giảm bớt đi một trận thi đấu thì cái thể lực của những player nó sẽ được cải thiện phần nào. Và round thi đấu này Vituspro muốn có những tình huống stacked nhưng nó cũng không đạt được bất kỳ một hiệu quả nào cả. Và đội hình của Spirit liệu sang bên phía CDside có khả quan hơn so với phía T-side hay không? Chúng ta cùng mong chờ Team Spirit có thể gọi là cố gắng trong cái match thi đấu này. Vì họ đã có lợi thế rất là lớn rồi, dẫn 11-7, 14-7 thì đúng hơn. Nhưng lại không thể kết thúc một trận thi đấu này, và hiện tại thì họ đang phải là những là đội đi cứu những cái match point. Và Vitus Pro vẫn là một lối chơi chậm quen thuộc ở trên cái bản đồ mang tên Overpass này, vào Fritz bắt được vào đầu của Chopper. Một tình huống nhảy check mà Fritz đã chủ động kê tập trước. James kết thúc được bia vào tới xong rồi. 5v3, không chính xác hơn là 4v2 sau khi mà James thí thành công người đồng đội của mình. Bây giờ bộ đội còn lại mang tên Samurai Jack cũng như Dexter đang cố gắng để về khung sai bên, và quay cut thì lại bắn thẳng vào đầu của Samurai Jack. Và bây giờ một mình Dexter sẽ là không đủ. Well play 19-15 dành cho các thành viên bên phía team Vitus Pro. Vẫn có thể comeback được thành công dành cho những chú gấu trắng. Và thực sự là một map thi đấu rất hay. Vâng, chúc mừng các thành viên bên phía team Vitus Pro. Họ là đội tiếp theo có được tấm vé vào vòng thi đấu New Legend. Và với các thành viên bên phía team Spirit thì cơ hội của họ vẫn chưa hết. Họ hiện tại đã có hiệu số là 2-2 và sẽ còn một lượt trận cuối cùng vào ngày mai. Nhưng có thể thấy rằng đây là một match thi đấu mà các thành viên bên phía team VP đã thi đấu phải gọi là rất quả cảm. Họ đã có những khoảng thời gian gọi là chệch choạc, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã biết cách để comeback lại với cái trận thi đấu này. Và comeback phải gọi là cực kỳ ngoạn mục. Thực sự là một trận thi đấu BO3 để lại cho bọn mình rất nhiều cảm xúc. Rõ ràng là cảm xúc đó là một câu chuyện. Tuy nhiên nếu mà xét về cái vấn đề của VP thì họ là người đã bản lĩnh hơn ở trong những khoảnh khắc quan trọng nhất. Đúng là dẫn trước 7 round mà khi đối phương lên con số 14, tức là cộng 2 round nữa là Spirit sẽ chiến thắng. Nhưng họ vẫn giữ được cái bản lĩnh của mình. Họ vẫn đưa ra được những cái tính toán, những cái chiến thuật nó mang tính chất quyết định. Và để hình như đó là King James, khi mà các bạn thấy đó là Spirit, họ bị cuốn vào cái lối chơi đẩy bê quá nhiều. Còn đối với King James thì có vẻ như họ đọc như một cuốn sách vậy. Liên tục là những cái round thi đấu mà bắn 3B và khiến cho Spirit không hề có bất kỳ một cái cơ hội nào để có thể khoan thủng được cái lớp lá chắn mang tên Fritz cũng như là Quiet. Và xin chúc mừng các thành viên bên phía Vitus Pro, họ đã có được chiến thắng trước các thành viên bên phía T-Spirit và đi thẳng luôn tới vòng New Legend. Còn đối với cả Spirit thì như đã đề cập bởi Syntoxic thì họ sẽ cần phải chơi thêm một trận thi đấu nữa trước khi quyết định xem rằng mình có dừng bước lại ở trong cái giải thi đấu PGL Major này hay không. Còn tạm thời trận thi đấu đầu tiên của chúng mình cũng đã kết thúc rồi. Mình là Caster Việt Độc, bên cạnh mình là Syntoxic. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái trận thi đấu BO3 đầu tiên của ngày thi đấu hôm nay. Mà đừng quên vẫn còn đó là hai trận thi đấu nữa cực kỳ căng thẳng cũng sẽ được diễn ra ở trên kênh sóng Nemo của 500 Bros.